Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. Chương 876, Vu hồn sư trúng kế hai. Một tiếng nổ lớn kịch liệt vang lên, một uy áp cường đại trong nháy mắt bao phủ đến. Ban đầu, vu hồn sư này ngủ say không biết bao nhiêu năm, rất sợ chiến đấu suy giảm, có tiêu hao. Lúc này hắn thật sự bị người này làm nghẹn sắp muốn chết, lại cũng không nhẫn nại được nữa, trực tiếp ra tay. Phần phật, cổ Trương Huyền căng lên một cái giống như bị một bàn tay vô hình nắm lấy trực tiếp nhấc lên lão sư trương sư thấy vu hồn sư bị làm cho tức giận ra tay tất cả mọi người đầy sốt ruột lại muốn xông lại giết ta không dễ dàng như vậy đâu bị đối phương nắm lấy trương huyền cũng không khẩn trương trái lại khẽ cười tinh thần thoáng động một thứ dáng vẻ giống như mảnh vải màu xám xuất hiện ở trước mặt ong một tiếng động khẽ vang lên một màn ánh sáng xuất hiện ở trên người, bàn tay nắm trương huyền giống như dính vài dầu sôi vậy, vội vàng lui về phía sau. a à, tiếng kêu thảm liên tục vang lên, xem ra lần này hắn bị thương không nhẹ. bùa hộ mệnh vẩy rồng, ban đầu ở giám bảo các đào được món bảo bối này, thiên đạo đồ thư quán kiểm tra đo lường, có khả năng phòng ngự được công kích của cường giả hóa phàm cửu trọng. lúc này cuối cùng phát huy công dụng, bùa hộ mệnh chỉ có thể bảo vệ mình, sẽ không chủ động công kích. Chỉ có điều, một khi kích hoạt, đối với tổn thương đã đánh tới, vẫn có thể làm ra phản kích. Audio điện tử võ tấn bền. Nguyên nhân chính là như vậy, Trương Huyền mới cố ý dùng ngôn ngữ làm đối phương tức giận, dẫn tới ra tay, lại dùng lực lượng bảo hộ bản thân, đánh tan hắn. Dù sao thứ này có thể dùng 3 lần, loại tình huống này, không cho người này ra tay, mọi người chỉ có thể mặc cho hắn bẩy bố, còn không bằng quyết đoán xuất kích. Lại nói, đối phương chỉ là một vu hồn ngủ say không biết bao nhiêu năm mà thôi, thực lực từ lâu đã không đạt được đỉnh phong, lại làm sao có thể ngăn cản được bùa hộ mệnh ngay cả hóa phàm cửu trọng cũng không có cách nào đánh bại. Chỉ thoáng cái, hắn đã bị đánh cho trọng thương. Đây, vốn tưởng rằng đối phương tự mình ra tay, trương sư nhất định phải gặp xui xẻo. Không nghĩ tới đột nhiên có thứ xuất hiện, lợi hại như vậy, ngay cả lục tinh vu hồn sư cũng bị đánh cho tổn thương. Tất cả mọi người giật nảy mình. Ta muốn ngươi chết. Bản thân bị trọng thương, phu hồn sư tức giận thở hổn hển, điên cuồng gào thét, hình như lại muốn đánh tới. Muốn ta chết, mới vừa rồi còn thật sự khó có thể nói được, hiện tại, sợ rằng đã không có cơ hội. Màn ánh sáng có thể duy trì mấy hơi thở, tạm thời còn không có tiêu tan. Lông mày Trương Huyền nâng lên, thân thể bất chợt lao vọt về phía trước, trực tiếp đá về phía tấm bia đá trước mắt. Trước đó không biết đối phương ở đâu. Cho dù có thủ đoạn cũng không có cách nào công kích. Mà bây giờ, đối phương thi triển võ kỹ, đồ thư quán không chỉ có vị trí của hắn đánh dấu rõ ràng, chỗ thiếu hụt cũng thể hiện ra. Âm âm, hắn đạt được hóa phàm nhất trọng đỉnh phong, ẩn chứa lực lớn 20 vạn đỉnh. Tấm bia đá như thế làm sao có thể đỡ nổi trùng kích, nhất thời vỡ thành bụi phấn, khối vụn bắn ra bốn phía. Một vài đụng nát tảng đá khắc dẫn hồn quyết, hắn không ngừng lại, tiếp tục vò tới phía trước trong thời gian nháy mắt đi tới trước mặt quan tài. Mọi người ở đây cho rằng hắn nhất định sẽ mở nắp quan tài ra, đã thấy bàn tay hắn sờ ở phía trên một cái, ngay sau đó hóa thành một huyễn ảnh, liên tục vỗ xuống ở xung quanh hơn 10 cái. Bốp 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 bốp, tổng cộng 16 cái, vỗ ở nơi không theo bất kỳ quy luật nào, lực lượng cũng không nặng. Có lẽ có thể đủ để phá hủy đá bình thường, nhưng đối với loại vật phẩm quan tài do cao minh luyện khí sư chế luyện, sẽ không bất cứ tác dụng gì điều này khiến cho người ta không biết rõ rốt cuộc hắn muốn làm gì vỗ xong hắn ngừng lại lại không có bất kỳ động tác gì khác thời điểm mọi người ở đây kỳ quái đột nhiên hắn quay đầu lại tái các chủ đao tới đao được tái các chủ thoáng sửng sốt một chút nhất thời hiểu được cổ tay lật một cái một thanh trường đao trực tiếp bắn về phía hắn ban đầu thời gian ở nghiệp đoàn trận pháp sư khắc trận bàn từng dùng qua một lần nếu trương sư cần đao nhất định là thanh này bàn tay vừa tiếp lấy nắm trường đao ở trong lòng bàn tay trương huyền đứng ở trước mặt quan tài khí chất nhất thời biến đổi một chân ý của binh khí nồng đậm lập tức từ trên người dâng trào ra âm đao quang như cầu vồng, khí tức như biển trực tiếp bổ xuống âm trường đao vừa tiếp xúc với quan tài tiếng nổ thật lớn vang lên toàn bộ quan tài giống như là châm thuốc nổ lập tức nổ mạnh Ván quan tài cực lớn vừa dày vừa nặng, bay về bốn phía xung quanh, cứng rắn cắm ở trên vách tường rắn chắc. Khóa chết vàng dòng không người phá, ngủ yên vạn năm cũng không lo. Đây chính là quan tài vàng dòng, cho dù hóa phàm cửu trọng cũng không có cách nào, lại bị trương sư một đao phá vỡ. Sao có thể như vậy? Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, những người khác không có cảm giác, lạc trúc không ngừng run rẩy, sắp phát điên rồi. Quan tài vàng dòng, ngươi nói là, quan tài vàng dòng do luyện khí sư lục tinh sử dụng sắt lạnh dưới biển sâu phối hợp vàng hòa tan mới có khả năng chế luyện. Thấy bộ dạng này của hắn, tái các chủ thoáng sửng sốt một chút, giống như là nhớ tới cái gì, đồng tử đột nhiên co lại. Không sai, đó, chính là quan tài vàng dòng. Lạc Trúc gật đầu. Không phải nói, thứ này một khi khóa kín, không có cách nào phá vỡ, ai cũng không mở ra được sao. Thế nào? Tái các chủ cũng phát điên rồi làm các chủ giám bảo các thấy qua vô số bảo vật đối với rất nhiều bảo bối cũng có nghe nói quan tài bình thường chia ra làm cửu phẩm giống như bốn cái quan tài bên ngoài trước đó lại được gọi là quan tài tinh kim thất phẩm sử dụng tinh kim đúc ra kiên cố vô cùng cho dù là binh khí linh cấp trung phẩm muốn phá vỡ cũng gần như không có khả năng trên tinh kim cửu phẩm chính là vàng dòng quan tài vàng dòng do luyện khí sư lục tinh chế luyện một khi khóa kín kẻ trộm mộ lợi hại hơn nữa cũng không có cách nào mở ra. Trừ khi vượt qua hóa phàm cửu trọng. Bởi vậy, mới có cách nói, vàng dòng khóa kín không người phá, ngủ yên vạn năm cũng không lo. Rất nhiều người tu vi cường đại, vì đề phòng sau khi chết bị quấy dày, đều sẽ mời người chế tạo quan tài như vậy, vừa có thể duy trì thi thể không mục nát, có thể đề phòng hạng người đạo trích quấy nhiễu. Quan tài ngay cả cường giả hóa phàm đỉnh phong cũng không có cách nào phá vỡ, lúc này tự nhiên bị trương sư một đao bổ ra, nổ mạnh, chia năm xẻ bảy, hắn làm sao không chấn động kinh ngạc được. Không lập tức bị hù chết cũng không tệ. Liếc mắt nhìn ra chỗ thiếu hụt của dẫn hồn quyết, thoáng cái đánh cho vu hồn sư lục tinh bị thương, một đao phá vỡ quan tài vàng ròng. Công pháp thông huyền, thần uy vô địch. Vị trương sư này, thật sự chỉ là hóa phàm nhất trọng sao. chương 877, Địa ngục thất tâm liên một hai người chấn động kinh ngạc còn không có kết thúc liền thấy trương huyền cầm trường đao trong tay hoàn toàn không có chút ngừng lại nào bổ về phái thi thể lộ ra ở trong quan tài ầm um, thi thể và đao khí vừa tiếp xúc lập tức hóa thành bột mịn nhẹ nhàng tung bay khắp nơi hóa phàm cửu trọng xương giống như kim cương làm sao có thể dưới đao khí biến thành bụi phấn được tu vi đạt được hóa phàm cửu trọng không chỉ lực lượng linh hồn tăng thêm thân thể cũng sẽ trở nên hoàn mỹ không tỉ vết không chê vào đâu được, giống như kim cương, nước chảy không mục nát, bố chặt không bị thương. Cho dù chết, do quan tài vàng dòng bảo vệ, chắc hẳn cũng là đau thương bất nhập mới đúng, làm sao có thể lại thoáng cái biến thành bụi phấn. Chẳng lẽ là đao pháp của trương sư cường đại? Không đúng, đao pháp của trương sư, tuy rằng lợi hại, đao khí cũng rất mạnh, có thể tưởng tượng một chút lại bổ ra quan tài vàng dòng, chém cường giả thân thể hóa phàm cửu trọng thành bụi phấn. Vẫn làm không được, hai mắt kim tòng hải ngưng trọng đã đi tới vừa rồi bị thương đúng lúc dùng đan dược đã khôi phục không ít đây là có chuyện gì xảy ra tạm thời cứ xem đã trương sư nhất định sẽ giải thích kim tòng hải lắc đầu mọi người đồng loạt nhìn về phía trước một đao chém nát thi thể của chủ nhân ngôi mộ trương huyền vẫn không có ngừng lại mà cổ tay chuyển một cái mấy cây ngân châm xuất hiện ở trong lòng bàn tay trực tiếp đâm xuống phía dưới a à, ngươi làm gì ngân châm hạ xuống, ngay sau đó mọi người nghe được một tiếng kêu chói tai vang lên. Chính là giọng nói mới vừa rồi. Lúc này người này lại không kiêu ngạo hống hách như trước, mà tràn ngập sự kinh hoàng, hình như đầy vẻ không thể tin được. Không làm gì, chỉ là đào ngươi ra mà thôi. Khẽ cười, trường đao của Trương Huyền đâm về phía mặt đất dưới quan tài một cái. Vù, một đóa hoa sen tối tăm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đóa hoa sen này, lớn chừng bàn tay, quỷ dị không hiểu nổi, khiến người ta có một loại cảm giác âm tà. Phía trên có khí đen vây quanh, trên mỗi cái lá cây đều cắm nghiêng một cây ngân châm. Vừa rồi Trương Huyền đâm ra ngân châm, chính là vì đâm vào phía trên thứ này. Ngôi mộ sâu không thấy đáy, không có cách nào phá ngoại trừ dưới quan tài vàng ròng, tự nhiên ẩn nấp một gốc hoa sen quỷ dị như vậy. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người đều hít vào một hơi lạnh, cảm thấy không thể tin được vô nói thì phức tạp thật ra từ khi chủ nhân ngôi mộ công kích trương huyền đến bây giờ chỉ có thời gian mấy hơi thở mà thôi bùa hộ mệnh vẩy rồng tản ra vòng sáng đến lúc này đã biến mất chẳng lẽ là nhìn thấy cảnh tượng như vậy ở trong mắt lạc trúc ở một bên trầm tư một lát đột nhiên nghĩ tới điều gì đồng tử chợt co lại giọng điệu lại run rẩy địa ngục thất tâm liên địa ngục thất tâm liên đó là cái gì lần này đến lượt đến tái các chủ cũng không hiểu. Hắn tuy rằng nghe nhiều biết rộng, nhưng cũng không phải là vật gì cũng biết. Loại vật phẩm này dính dáng vu hồn sư, hắn lại biết không nhiều lắm. Theo truyền thuyết là trí bảo của vu hồn sư, có thể dùng tới để một lần nữa ngưng luyện thân thể. Hơn nữa, thân thể ngưng luyện ra, vốn có thể chất tiên thiên. Lạc Trúc không nhịn được nói. Thể chất tiên thiên, tái các chủ trợn tròn mắt. Thể chất tiên thiên đặc biệt, chỉ cần kích hoạt, tốc độ tu luyện cực nhanh, vượt xa người tu luyện bình thường, khiến cho người ta thán phục. Có thể ngưng luyện thân thể, tốt nhất là thể chất tiên thiên. Cái này cũng quá kinh khủng. Đúng vậy, chỉ có điều, có cái gì không đúng? Lạc Trúc nói xong lại lộ ra vẻ mặt do dự. Thế nào? Địa ngục thất tâm liên, lấy hấp thụ lực lượng để sinh tồn. Nếu như không đoán sai, thi thể của chủ nhân ngôi mộ chắc cũng bị cắn nuốt. Nếu không không có khả năng nhẹ nhàng vừa đụng vào, thi thể hóa phàm cửu trọng, hóa thành bụi bằng. Lạc Trúc nói, ừ, tái các chủ gật đầu. Vừa rồi bọn họ lại kỳ quái, thi thể hóa phàm cửu trọng rắn chắc giống như kim cương, thế nào đau khí vừa tiếp xúc, lại hóa thành cho bụi. Hiện tại xem ra, chắc là bị gốc hoa sen quỷ dị này sinh trưởng ở phía dưới, cắn nuốt sạch sẽ lực lượng. Lấy thi thể nuôi sen, dựa theo đạo lý, đóa hoa sen này, chắc hẳn rất nhanh là có thể biến thành thân thể của chủ nhân ngôi mộ giúp hắn rong ruổi thiên hạ thế nào hắn vẫn ngủ say ở trong ngôi mộ thậm chí còn nghĩ muốn đoạt xác chúng ta lạc trúc nói ra nghi ngờ trong lòng cái này đám người tái các chủ cũng sững sờ đúng vậy đã có loại thánh vật địa ngục thất tâm liên này có thể lột xác thành thân thể vì sao lại phải đoạt xác mọi người thậm chí còn bảo mọi người tu luyện dẫn hồn quyết quanh co rắc rối lớn như vậy đây không phải là ăn no rừng mỡ thì làm gì ta cũng không hiểu nổi trương sư khẳng định biết nếu không không có khả năng trực tiếp phá vỡ quan tài đào gốc hoa sen này lạc trúc nói ừ mọi người lại nhìn sang phía trước ngươi thả ta hoa sen màu đen bị đào bên trong vang lên tiếng kêu kinh hoàng chủ nhân ngôi mộ vừa rồi muốn chém giết mọi người đang trốn ở chỗ này thảo nào vẫn không tìm được nơi âm thanh phát ra. Hắn nấp ở trong hoa sen phía dưới quan tài, làm sao có khả năng tìm được. Thả ngươi, để cho ngươi tiếp tục giết chúng ta sao? Trương Huyền liếc một cái. Ngươi, ngươi, chỉ cần thả ta ra, chúng ta cái gì cũng dễ nói. Ta là vu hồn sư, thu thập không ít bảo vật, đều có thể cho ngươi. Ngay cả đoá địa ngục thất tâm liên này, cũng có thể tặng cho ngươi. chương 878, địa ngục thất tâm liên 2 giọng nói đầy gấp gáp đưa cho ta ta còn không muốn trương huyền hư một tiếng mặt khác còn nói bảo vật nếu như không nhìn nhầm bảo vật của ngươi đều đổi thành linh thạch và gốc hoa sen này làm sao ngươi biết bên trong hoa sen truyền đến tiếng kêu kinh hoàng ta làm sao biết được xung quanh hoa sen đều là linh thạch vỡ nát hình thành bột phấn ta cũng không phải không nhận ra trương huyền lắc đầu hoa sen vừa rồi cũng không phải chôn dưới đất mà tất cả xung quanh đều là linh thạch, linh lực trong đó bị cắn nuốt sạch sẽ, biến thành bụi phấn. Từ phía xa nhìn lại, giống như là bụi bặm trên mặt đất. Hắn tu luyện sử dụng tụ linh trận, lấy ra linh thạch, xuất hiện một đống phế vật lớn như vậy, tất nhiên liếc mắt một liền nhìn ra. Hơn nữa những bụi bặm này hoàn toàn khác hẳn với linh thạch hạ phẩm hắn tu luyện, màu sắc trở nên trắng bệch. Sợ rằng dĩ nhiên đạt tới cấp bậc trung phẩm. Có thể làm linh thạch trung phẩm biến thành bụi bặm như vậy, số lượng nhiều, sợ rằng không dưới một vạn. Cho dù là vu hồn sư lục tinh, có khả năng cũng là tất cả tài sản. Nhìn ra những điều này, hắn lại làm sao có thể bị mê hoặc. Ngươi, ngươi, hoa sen không ngừng run rẩy, giống như là gặp quỷ. Tranh đấu với người trước mắt này, hình như từ trước đến nay không thắng nổi. Đối phương dường như toàn trí toàn năng, biết rõ tất cả mọi việc hắn từng trải qua. Các ngươi đều đi đến đây không để ý tới chủ nhân ngôi mộ bên trong hoa sen đang run rẩy, Trương Huyền khoát tay áo, bắt chuyện một tiếng. Mọi người lúc này mới từ lối đi nối đuôi nhau tiến vào, đi tới trước mặt. Trương Sư, đây rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Triệu Phi vỗ thật sự không nhịn được, nhìn lại. Vẻ mặt mọi người đều mơ hồ, không hiểu ra sao. Chuyện mới vừa rồi, biến hóa quá nhanh. Trước đó chủ nhân ngôi mộ vẫn kiêu ngạo đắc ý, khống chế sinh tử của mọi người, trong thời gian nháy mắt đã bị từ trong lòng đất đào lên quá mức quỷ dị khiến người ta suy nghĩ không rõ được chuyện gì xảy ra vẫn là người tới nói đi trương huyền vỗ một cái vào bông hoa sen đen trước mắt âm um, hoa sen đen lắc lư hai cái giọng nói vừa rồi giống như là biến thành câm điếc ngậm miệng không nói xem ra bị một hóa phàm nhất trọng tìm ra bản thân lại đánh một trận trong lòng tràn đầy phiền muộn thật sự nói không ra lời ngươi cảm thấy không nói là được sao? thấy người này không phối hợp, trương huyền giơ ngón tay lên, một cây ngân châm lại xuất hiện ở đầu ngón tay, trực tiếp đâm về phía hoa sen. a, à, ngay sau đó bên trong hoa sen vang lên một tiếng kêu thảm và tỏ ra yếu thế. ngươi, ta nói, ta nói. âm thanh có vẻ yếu đi rất nhiều, rất rõ ràng, ngân châm đâm chúng chỗ yếu hại, ngay cả thực lực có khả năng cũng bị ảnh hưởng. vậy hãy nhanh bắt đầu đi hắn rút ngân châm ra, lại truyền chân khí vào trong đó. Hàn quang bắn ra bốn phía, xem ra chỉ cần người này không nói, sẽ lại đâm vào. Vâng, thấy được uy hiếp của hắn, hoa sen run rẩy một cái, vội vàng mở miệng. Ta là một vị vu hồn sư lục tinh, tu vi đạt tới hóa phàm cửu trọng đỉnh phong. Đáng tiếc, cuối cùng không đạp bằng một bước kia, tuy rằng linh hồn bất tử, nhưng tuổi thọ của thân thể đến giới hạn cuối. Hóa phàm cảnh thọ nguyên gấp bội, chỉ có điều tuổi thọ cũng chỉ là 200 tuổi. Cho dù lại nghịch thiên, 300 tuổi đến đỉnh điểm. Chỉ cần không lại đột phá, thân thể sớm hay muộn sẽ chết. Đây là chuyện không có cách nào khác. Tuy rằng vu hồn sư có thể tiếp tục đoạt xác những người khác, cần phải phù hợp, khẳng định vẫn là thân thể mình thích hợp nhất. Đúng lúc này, ta phát hiện ra gốc, địa ngục thất tâm liên này. Giọng nói kia tiếp tục nói. Vật này là trí bảo của vu hồn sư chúng ta, chỉ cần lấy được luyện hóa, hoàn toàn có thể biến thành thân thể, hơn nữa còn là thân thể tiên thiên. Có loại chỗ dựa này, có lẽ lại có thể đạp bằng cửa ải cuối cùng kia, trùng kích đến cảnh giới cao hơn. Vì vậy, ta bắt đầu an bài hậu sự, tiêu hao hết gia sản xây dựng ngôi mộ, chính là để có thể an tâm luyện hóa thứ này. Ừ, mọi người gật đầu. Trước đó bọn họ lại đang nghi ngờ, nếu vu hồn sư biết không chết, có thể đoạt xác chiếm thi thể, vì sao phải hao tâm tổn sức hao tổn lực xây dựng ngôi mộ giấu ở dưới đầm nước hiện tại xem ra là tránh tai mắt của người khác mục đích rất đơn giản là vì luyện hóa gốc hoa sen này thứ này thiên hạ hiếm có nếu như để cho vu hồn sư khác biết sẽ lại thảm cho nên chuẩn bị một cái chết giả tuy rằng linh hồn vu hồn sư có thể sống mãi lại trải qua năm suy cũng sẽ chết hắn xây dựng ngôi mộ trôn xuống dưới đất các phu hồn sư khác lại cho là hắn chết, không có khả năng nghĩ đến, hắn nhận được một gốc địa ngục thất tâm liên. Nếu vì luyện hóa thứ này, thế nào đến bây giờ còn chưa thành công? Trương Huyền nhìn qua, phu hồn sư đều bị tiêu diệt mấy vạn năm, cái mộ này khẳng định càng lâu hơn. năm tháng dài như vậy, dựa theo tình hình, chắc hẳn là đã sớm luyện hóa, thế nào còn không có thành công? Bởi vì nếu là thành công, khẳng định đã sớm biến thành thân thể, làm sao có thể vẫn giam ở trong đó? không có cách nào rời khỏi. Ta, nghe được câu hỏi, hoa sen có chút do dự, nói. Ngôi mộ tu sử xong, sau khi ta giả chết, liền bắt đầu luyện hóa thứ này. Vốn tưởng rằng lấy thực lực và kinh nghiệm của ta, có thể dễ như trở bàn tay, rất nhanh thành công, lại sống lại. Ai biết, nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại thất bại, thất bại, trương huyền kỳ quái. Nếu ngươi giả chết, khẳng định biết luyện hóa đóa hoa sen này như thế nào, làm sao có thể thất bại. Người này chuẩn bị trước lâu như vậy, cũng đổi bảo vật toàn thân thành linh thạch, chôn cất dưới đất, thậm chí không tiếc tìm thiên công sư thiết kế ngôi mộ, luyện khí sư lục tinh rèn quan tài, làm sao có thể thất bại. Bởi vì, bởi vì, giọng nói của chủ nhân ngôi mộ mang theo sự run rẩy, hình như nhớ ra chuyện gì đó đáng sợ. Đây, dây không phải là một gốc cây địa ngục thất tâm liên, mà là cửu tâm liên. Chương 879, chuyện từ đầu đến cuối một. Cửu Tâm Liên. Lần này, không chỉ Trương Huyền nhăn mày lại, không hiểu nguyên nhân, ngay cả Lạc Trúc ở một bên cũng đều thấy cổ quái, hình như chưa từng nghe qua tên này. Đúng, Thất Tâm Liên được xưng là thánh vật, sau khi luyện hóa có thể biến thành thân thể. Nhưng, Cửu Tâm Liên là thứ đại lục danh sư, chưa bao giờ xuất hiện qua, nếu như muốn phân chia một đẳng cấp, tuyệt đối có thể xưng là thần vật. Chủ nhân ngôi mộ nói thần vật mọi người đồng thời líu lưỡi sững sờ ở tại chỗ bảo vật giống như công pháp đều chia ra làm năm cấp bậc thần thánh linh quỷ phàm thánh vật chính là bảo bối lục khắp toàn bộ liên minh vạn quốc cũng không tìm được cấp bậc thần vật cao hơn chỉ ở trong truyền thuyết toàn bộ đại lục danh sư có thể tìm được một cái hay không cũng không biết được mà cái vật đen như mực này không ngờ là loại cấp bậc như vậy cái này cũng quá kinh khủng thần vật lại là bảo bối ngay cả khổng sư ban đầu cũng không có cách nào nhận được ta mạnh mẽ luyện hóa thần vật tất nhiên không có khả năng thành công không chỉ tất cả tài sản đều bị cắn nuốt sạch sẽ linh hồn cũng bị nhốt trong đó lại không có cách nào rời khỏi một lần nhốt này chính là mấy vạn năm nói đến đây chủ nhân ngôi mộ có vẻ vô cùng phiền muộn cũng khó trách vốn muốn luyện hóa hoa sen ngưng tụ thân thể từ nay về sau bay lượn thiên địa một lần bay lên trời nằm mơ cũng không nghĩ tới, không những không có thành công, còn bị nhốt không có cách nào thoát thân, muốn chết cũng làm không được. Không buồn bực tới phát điên đã là rất tốt rồi. Điều này lại giống như người bị bắt vào ngục giam, một lần giam không biết bao nhiêu năm, không có cách nào rời khỏi, có thể chịu dày vò đến bây giờ, lực ý chí của người này đã đặc biệt kiên cường. Cho nên, người muốn thay mận đổi đào, để cho một người trong chúng ta, thay thế người chịu tội, bản thân được khôi phục tự do. Trương Huyền nhìn qua. Đúng, chủ nhân ngôi mộ lên tiếng. Bị nhốt mấy vạn năm, bất kỳ thời khắc nào ta cũng nghĩ xem làm thế nào chạy trốn thoát khỏi ma trưởng của vật này. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng để cho ta nghĩ đến một cách. Cửu tâm liên nhốt ta, nếu không luyện hóa, cũng không có nuốt cắn, đã nói rõ nó không có năng lực giết ta. Nếu như lúc này có thể tìm tới một linh hồn mới mẻ khác thay thế, có lẽ lại có thể thoát ra ngoài. Thật giống như người chết đuối trong sông, cách mấy năm, sẽ tìm một kẻ chết thay qua. Cửu tâm liên cần chỉ là một linh hồn mà thôi, chỉ cần tìm được thay thế, là có thể thoát khỏi biển khổ, không đến mức mỗi ngày canh giữ ở bên trong ngôi mộ tối tăm. Nghĩ thông suốt những điều này, ta liền bắt đầu cố gắng tách linh hồn. Không biết tốn thời gian bao lâu, cuối cùng khiến cho ta tách ra một phần. Chỉ có điều, thực lực cũng quá kém, chỉ có khoảng hóa phàm tam trọng. Ta bốn tưởng rằng thực lực thấp như vậy, sống không được bao lâu, sẽ bị lưu quang suy cắn nuốt sạch sẽ tự động tử vong ai biết đúng lúc này tên trộm mộ này tới mọi người sửng sốt lập tức đều nhìn về phía lạc trúc sắc mặt người sau nhất thời đỏ lên bị vạch trần thân phận ở trước mặt mọi người hắn cảm thấy có chút mất mặt dù sao nghề nghiệp này không tính là vinh quang ngược lại giống như trộm vặt móc túi không lên được mặt bàn vì vậy trong lòng ta có một suy nghĩ lớn mật Cố ý khiến cho cơ quan tiến vào tương đối đơn giản một chút, để cho hắn thuận lợi tiến vào, sau đó tiến lên đoạt xác. Chủ nhân ngôi mộ nói tiếp: "Kết quả, quả nhiên thành công, người này bởi vì sợ hãi, vội vàng rời khỏi nơi đây. Ban đầu, ý nghĩ của ta rất đơn giản, sau khi đoạt xác của hắn thành công, mượn vô hồn kim nhân, thu hút nhiều người hơn đến đây, sau đó nghiêm túc lựa chọn, tìm một người thích hợp nhất để cho linh hồn hắn thay thế ta." Ai biết ý niệm của người này kiên định, hơn nữa sau khi đoạt xác, thực lực giảm mạnh, vẫn không thành công. Thậm chí đến cuối cùng còn bị một người béo mập thực lực thấp giết chết. Nói đến đây, hoa sen không ngừng run rẩy, mang theo oán khí nồng đậm. Khổ khổ, bị nói thành người béo mập thực lực thấp, tôn cường có chút lúng túng vào đầu. Trước đây cái linh hồn này muốn đoạt xác hắn, kết quả bị chân khí thiên đạo do thiếu gia lưu ở bên trong thân thể cắn nuốt. Lại cẩn thận nói tiếp, thực lực của hắn, so với đối phương, quả thật kém không đáng để nhắc tới. Nghe được điều này, mọi người cũng đều hiểu được toàn bộ. Thảo nào nơi này có kẻ lợi hại như vậy, Lạc Trúc lần đầu tiên tới, làm sao có thể thuận lợi chạy trốn. Hóa ra là cố ý để cho hắn rời khỏi, mục đích là vì thu hút nhiều người hơn đến đây. Kế hoạch tuy tốt, có khả năng nằm mơ cũng không nghĩ tới, gặp phải kẻ biến thái trương huyền này, hồn phách không biết tốn bao nhiêu năm tâm huyết ngưng tụ ra, bị lập tức bị tiêu diệt sạch. Chờ một chút, Trương Huyền khoát tay áo, những mày nhìn lại. Nếu người có thể tách linh hồn ra rời khỏi hoa sen, vì sao còn phải đoạt xác những người khác? Nếu mục đích lớn nhất của người này là rời khỏi hoa sen, cũng có thể tách ra một phần hồn phách rời khỏi, lại vì sao còn muốn dụ dỗ những người khác qua, nghĩ biện pháp đoạt xác? Dù sao, linh hồn tách ra cũng là một phần thuộc về hắn, mang theo suy nghĩ và tư tưởng của hắn đã tương đương với rời khỏi gông cùm xiềng xích. Ta là tách linh hồn, nhưng linh hồn này, thời điểm rời khỏi hoa sen, bị tổn thương nặng nề, sống không được bao lâu. Cho dù đoạt xác thành công, cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Muốn thật sự rời khỏi thứ này, phải có người dùng linh hồn mới thay thế. Chủ nhân ngôi mộ nói. Vậy, ngươi vì sao không trực tiếp mê hoặc lạc trúc để cho hắn thay thế ngươi? Nếu chẳng may sau khi hắn rời đi nếu không muốn trở về chẳng phải lại không có cách nào sao? Trương Huyền tiếp tục hỏi. Bị nhốt trong ngôi mộ không biết bao nhiêu vạn năm, mới có một lạc trúc tới. Hắn làm sao dám xác nhận, đối phương nhất định sẽ dẫn người qua. Còn không bằng nghĩ biện pháp mê hoặc, trước hết để cho hắn thay thế mình lại nói sau. Người trộm mộ thiên tính thuần âm, người như thế không có cách nào tu luyện dẫn hồn quyết. Chủ nhân ngôi mộ nói. Hơn nữa, nhìn tuổi của hắn, sống gần hết, hơn nữa thực lực thấp như vậy, đoạt xác có ích lợi gì? Lại phải đối mặt với tử vong sao? chương 880, chuyện từ đầu đến cuối 2. Sắc mặt lạc trúc nhất thời đỏ lên. Không nghĩ tới, Tôn Cường vừa rồi bị khinh bỉ xong, hắn cũng bị khinh bỉ. Nghe được giải thích, Trương Huyền gật đầu. Như vậy lại nói nghe xuôi được. Vu hồn sư đoạt xác, có đoạt xác suy giảm. Mỗi một lần đoạt xác, lực lượng của chính mình lại suy giảm một lần đã như vậy muốn động thủ lại chuẩn bị tốt chấp nhận được thông qua còn không bằng không lãng phí cơ hội sau đó một phần linh hồn ta phân ra kia bị diệt vốn tưởng rằng lại không có hy vọng nữa không nghĩ tới các ngươi đã tới sự tình phía sau lại đơn giản chủ nhân ngôi mộ nói sau đó ngươi lại thu hút chúng ta tu luyện dẫn hồn quyết một khi có thể làm được hồn phách ra khỏi thân thể ngươi sẽ lấy danh nghĩa cửa ải khiến cho hồn phách tiếp xúc hoa sen như vậy tới lúc đó, hồn phách sẽ tự động bị thu hút, do đó, làm kẻ chết thay cho ngươi." Trương Huyền nói. "Đúng." Chủ nhân ngôi mộ không phủ nhận. Cho đến lúc này, mọi người mới hiểu được chuyện gì xảy ra, đồng thời phía sau lưng xuất hiện mồ hôi lạnh. Trước đó người này nói thật dễ nghe, đối với bọn họ tiến hành sát hạch. Hiện tại xem ra, thật sự muốn tu luyện dẫn hồn quyết, đồng thời thành công, sợ rằng linh hồn đã bị gốc hoa quỷ dị này cắn nuốt thân thể bị hoàn toàn đoạt xác. May mà trương sư phát hiện sớm, nếu không, hậu quả tưởng tượng thôi đã không chịu nổi. Không đúng. Triệu phi vũ nhân mày lại. Thực lực ngươi mạnh như vậy, chắc hẳn có thể trực tiếp tách rời linh hồn của chúng ta ra khỏi thân thể, để hoa sen cắn nuốt. Nếu người này là vu hồn sư lục tinh, ngay cả thận thần huyễn hải cũng có thể bố trí ra, khiến cho linh hồn bọn họ những người thực lực mạnh nhất chỉ có hóa phàm tứ trọng tách ra khỏi thân thể, không khó lắm. Vì sao còn muốn tu luyện dẫn hồn quyết, phiền toái như vậy? Cái này vẫn là để ta tới giải thích một chút. Thần sắc Trương Huyền thản nhiên nhìn qua. Hắn không phải là không muốn làm như vậy, mà là làm không được, làm không được. Mọi người nghi ngờ, có hai nguyên nhân, đầu tiên, phu hồn sư có chiến đấu suy giảm, mạnh mẽ vận dụng hồn lực, lấy linh hồn người khác ra, đối với bản thân hắn sẽ có tổn thương rất lớn. Thứ hai, hắn bị nhốt trong hoa sen có thể khống chế cơ quan, tập kích bất ngờ đối với ta, đã là dùng toàn lực, muốn cùng nhiều người chúng ta chiến đấu như vậy, thậm chí giết chết, căn bản làm không được. Nếu không, khẳng định đã sớm động thủ, không đến mức còn sử dụng cơ quan đi đối phó chúng ta, thậm chí ngay cả bản thân cũng ẩn nấp, không bị phát hiện. Trương Huyền nói, đối phương thi triển võ kỹ công kích, đồ thư quán sinh ra sách, khiến cho hắn nhìn ra được mở ám. Nếu không, cũng không có khả năng dũng mãnh phi thường như vậy, trực tiếp tiến lên, đào hoa sen. Bị thần vật phây khốn, có thể khiến linh hồn và khí thế lan tràn ra, khống chế cơ quan, đã rất lợi hại. Nếu có thể dễ dàng loại bỏ mọi người, cũng sẽ không sử dụng nhiều rắc rối quanh co lớn như vậy. Mọi người mới chợt hiểu ra. Thảo nào cường giả như vậy đối mặt với đám gại yếu như bọn họ, còn muốn co chân rụt tay, giấu đầu lộ đuôi. Hóa ra, người này cũng chỉ có vẻ bề ngoài, tối đa phát ra một khí thế, sử dụng chút cơ quan, trên thực tế không làm gì được bọn họ. Chủ nhân ngôi mộ hiển nhiên không nghĩ tới, chuyện mình không có cách nào phát huy ra thực lực, cũng bị người thanh niên trước mắt này nhìn ra. Hắn đầy kinh hoàng, tràn ngập cảm giác bị thất bại. Ban đầu còn nghĩ, nếu như đối phương không biết, còn có thể lấy khí thế đẻ ép, uy hiếp đối phương. Hiện tại xem ra, một tia hy vọng cuối cùng cũng không có. Đặc biệt là ngân châm của người này, cắm ở trên hoa sen nơi ý niệm có thể tản ra, Khiến cho năng lực khống chế cơ quan của hắn cũng làm không được, sống không bằng chết. Lại muốn phản kháng, khẳng định không làm được. Được rồi, nói một chút khóa đoạn long. Tất cả mọi chuyện đều được giải ra, vu hồn sư lục tinh mạnh nhất này cũng bị chế phục. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Trương Huyền nhìn qua. Hiện tại lối đi bị đóng lại, muốn rời khỏi chỉ có thể mở ra khóa đoạn long. Nếu người này khóa lại thứ này, lại khẳng định có phương pháp rời khỏi đây. Cái này Ta thực sự không có cách nào mở ra." Chủ nhân ngồi mộ thoáng lộ ra một chút lúng túng, giọng nói vang lên. "Không có cách nào mở ra, vậy người đoạt xác thành công, rời khỏi đây như thế nào?" Trương Huyền không nhịn được nói. "Người này nếu muốn chạy trốn khỏi Hoa Sen, lại khẳng định đã nghĩ rời đi như thế nào. Dù sao cũng không khả năng đoạt xác thành công, bởi vì khóa đoạn long nhốt mình lại chết ở chỗ này. Ta có thể dùng thủ đoạn vu hồn sư rời khỏi đây." Chủ nhân ngôi mộ nói: Thủ đoạn của Vu Hồn sư, mọi người không giải thích được. Các ngươi nhìn về phía trước, phía trên ngôi mộ có một cơ quan, chỉ cần mở ra, có thể nối thẳng với đầm nước phía trên. Vu Hồn sư, linh hồn nhẹ nhàng, có thể tự do bay. Mặc dù đoạt xác thành công, chỉ cần ta nguyện ý trả giá thật lớn, cũng có thể từ nơi này bay ra ngoài. Người tu luyện hóa phàm cảnh bình thường là không thể bay. Cho nên, cho dù nói với các ngươi, cũng vô dụng chủ nhân ngôi mộ nói. Bay, mọi người đồng loạt nhìn lên, quả nhiên thấy phía trên đại điện, một nham thạch hoạt nhìn có chút cổ quái, khoảng cách cao như vậy, đừng nói đám người trương huyền, cho dù tái các chủ hóa phàm tứ trọng, cũng không có cách nào đi tới phía trước. Càng chưa nói tới mượn nó trốn đi. mươi 881, bay, ta biết. một Hóa phàm, tuy rằng thực lực võ giả vượt xa, đối với tự nhiên cũng có năng lực khống chế nhất định, nhưng vẫn không thể bay mặt đất cách cơ quan trên trần ngôi mộ tranh lệch trí ít bảy tám mươi thước những bức tường xung quanh trơn nhẵn cứng rắn không có cách nào phá mở muốn đi tới quả thực không có khả năng vậy làm sao bây giờ lẽ nào chúng ta thật sự sẽ bị vây chết ở chỗ này còn tưởng rằng đối phương để lại đường sống gì nghe được điều này trong lòng mọi người giá lạnh hiện tại người này đoạt xác không thành công tất nhiên không thể sử dụng lực lượng vu hồn sư cho dù có thể sử dụng đối với hắn cũng cần lo lắng hắn không thể dùng mọi người lại không thể bay sợ rằng thật sự phải bị vây chết ở chỗ này không có cách nào rời khỏi nếu không như vậy đi các ngươi hy sinh một người khiến cho ta đoạt xác sau đó ta dẫn các ngươi rời khỏi đây bằng không tất cả đều không ra được cho dù chứa nhiều vật tư hơn nữa cũng sẽ có một ngày ăn hết sớm hay muộn đều sẽ chết ở chỗ này chủ nhân ngôi mộ nói đó là một hoàn cảnh đóng kín không có cách nào rời khỏi. Cho dù thức ăn nhiều hơn nữa cũng có một ngày ăn hết, sớm hay muộn đều sẽ bị nhốt tới chết. Im lặng, ở đây không có phần cho ngươi nói chuyện. Thấy người này đến lúc này vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn đoạt xác, Trương Huyền tát cho Hoa Sen một cái, vẻ mặt không vui. Chúng ta rời đi như thế nào, không cần ngươi lo lắng. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, đầu tiên, làm hạ nhân, người hầu của ta, ngoan ngoãn viết ra thủ đoạn vu hồn sư ngươi biết cho ta ta có thể nghĩ biện pháp cho ngươi rời khỏi vật quỷ này. Làm người, người hầu. Chủ nhân ngôi mộ sửng sốt, thiếu chút nữa khóc. Không phải bái ngươi làm sư sao. Đó là vừa rồi, khi đó đáp ứng, không chỉ nghĩ biện pháp giúp ngươi rời khỏi, còn có thể truyền thụ ngươi công pháp chính tông, khiến cho ngươi không sợ năm suy giảm của hồn lực. Hiện tại, đã muộn rồi. Trương Huyền xua tay. Ta, giọng nói của chủ nhân ngôi mộ giống như bị táo bón, buồn bực gần chết cũng đúng vừa rồi hắn chiếm ưu thế đối phương cũng không tìm ra vị trí xác thực bài đối phương làm sư bị giới hạn bởi thân phận sư đồ nhất định sẽ tận tâm chỉ đạo hiện tại người làm giao thất ta làm thịt cá sao muốn giết chết hắn chỉ ở một ý niệm tới thu nhận hắn trở thành hạ nhân đã là rất nhân từ thứ hai buồn bực một lát giọng nói kia bất đắc dĩ vang lên ta sẽ từ từ ép cung đợi tới khi hỏi xong người đều muốn biết giết là được. Trương Huyền thản nhiên nói. Đối phương nói tuy rằng bình thản, chủ nhân ngôi mộ lại biết, đối phương khẳng định có thể làm được. Hoa sen nhịn không được run lên một chút. Được, mặc hồn sinh ta nguyện ý làm hạ nhân của Trương Sư. Người trước mắt này phá vỡ công kích của hắn, nhìn thấu mưu kế của hắn. Thậm chí ngay cả quan tài vàng dòng cũng có thể thoáng cái bổ ra. Thủ đoạn và năng lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Nếu thật sự muốn giết chết hắn, chỉ sợ cũng là chuyện rất đơn giản. Cùng với dầu dĩ, còn không bằng sảng khoái đáp ứng. Sống không biết bao nhiêu năm, biết sống sót là chân quý. Chỉ cần có thể rời khỏi vật quỷ này, đừng nói làm hạ nhân, làm gì cũng làm được. Đưa ra quyết định, hắn đang muốn nói tiếp, liền nghe được giọng điệu không kiên nhẫn của đối phương vang lên. Người đây là đang làm gì? Ta đang thề. Chủ nhân ngôi mộ mặc hồn sinh ngừng lại. Bốp, thể có tác dụng cái giám à, ký một khế ước linh hồn, đừng nói cho ta biết, đường đường là vu hồn sư ngay cả cái này cũng không biết. Trương Huyền lại tát hoa sen một cái. Nói đùa, vu hồn sư thủ đoạn nhiều như vậy, thế nếu có sử dụng, bị giết chết cũng không biết. Khế ước linh hồn, hoa sen run rẩy, hắn cảm thấy sắp phát điên rồi, ban đầu còn nghĩ, phát ra một lời thề lừa gạt một chút. Một khi rời khỏi thứ này, nhất định phải cho người này đẹp mặt ai biết người ta căn bản không mắc cái bẫy của mình khế ước linh hồn là tương tự cùng khế ước của man thú một khi ký kết lại không dám vi phạm bằng không hồn phi phách tán ai cũng cứu không được để cho hắn đường đường một phu hồn sư lục tinh cường giả hóa phàm cửu trọng thiếu chút nữa lại bước vào loại cảnh giới đó sử dụng khế ước thành người hầu của một hóa phàm nhất trọng càng nghĩ hắn càng thấy rằng phiền muộn sắp muốn phát điên thế nào không muốn sao còn đang giàu dĩ hắn lại cảm thấy một cây ngân kim đâm qua một dòng chân khí tinh thuần đâm thẳng vào hồn phách a à, ta đáp ứng cảm nhận được đối phương tàn sát hắn đơn giản giống như giết con gà mặc hồn sinh không còn dám do dự ngay sau đó trước mắt mọi người có ánh sáng trắng lóe lên một tia linh hồn trực tiếp bắn vào trong đầu trương huyền khế ước linh hồn thành được rồi cảm thấy một tia hồn phách trong đầu có thể tùy ý giết chết biết đối phương đã hoàn toàn khuất phục lúc này mới lật cổ tay một cái thu hoa sen vào chiếc nhẫn chữ vật đây chính là thần vật trở lại nghiên cứu một chút có lẽ sẽ có tác dụng rất lớn chuyến đi này không tệ cái hoa sen này vô cùng quỷ dị ta hy vọng các vị không nên truyền ra ngoài có chút do so dự trương huyền nhìn về phía đám người tái các chủ đám người triệu nhã là học sinh hắn tin được những người khác lại không nhất định thần vật lại là bảo bối vượt qua thánh vật. Một khi tin tức bị tiết lộ, nhất định sẽ gặp phải truy sát vô cùng vô tận. Cho dù hắn có thân phận danh sư, những người khác sẽ e ngại, khó bảo toàn không tập kích bất ngờ. Trương sư yên tâm, chuyện này nếu như ta tiết lộ ra ngoài, át gặp trời phạt đất trách, lập tức tử vong, rơi vào luân hồi, chọn đời không được siêu sinh. Biết hắn lo lắng cái gì, tái các chủ dơ bàn tay lên, thề với trời. Ngay sau đó, đám người triệu phi vũ, Kim Tòng Hải, Cổ Mục, Lạc Trúc cũng phát ra lời thề. Bọn họ cũng biết đạo lý thất phu vô tội mang ngọc có tội. Ừ, mọi người khổ cực đi tới nơi này, cũng không thể tay không mà về. Cái ván quan tài kia là do luyện khí sư lục tinh chế luyện ra, xem như là bảo vật. Bán ra, chắc hẳn là cũng có thể có giá trị xa xỉ. Lấy đi hoa sen chân quý nhất, tôn cường lại thu mấy quan tài. Mọi người khổ cực tới một chuyến, cũng không thể không nhận được cái gì. Trương Huyền giơ ngón tay chỉ các mảnh quan tài dính trên vách tường xung quanh nói: "Đây là thứ trên quan tài vàng ròng, do luyện khí sư lục tinh chế luyện, kiên cố vô cùng. Cho dù kém hơn so với thần binh linh cấp đỉnh phong, trên chất liệu cũng tuyệt đối không kém chút nào." Chương 882, bay, ta biết. Hai, lấy ra đi bán, tất nhiên có thể bán ra một giá tiền không giá. Hay là thôi đi, chúng ta cũng không giúp đỡ được việc gì. Trương sư khách khí biết ý tứ của hắn không muốn để cho mọi người tay không ra về đám người tái các chủ có chút do dự sau vẫn lắc đầu một cái lần này qua đây nếu không nhờ có trương sư bọn họ khẳng định đã sớm bị tiêu diệt hoàn toàn còn bảo vật cùng đừng có mơ tưởng tuy rằng không có được bảo bối lại học được một trang dẫn hồn quyết sau này chậm rãi tìm hiểu đối với thực lực thăng cấp nhất định có lợi ích nếu không cần vậy ta lại không khách khí nữa tôn cường thu tất cả mấy thứ này còn chưa nói hết lời từ chối, lại nghe được giọng nói trương sư vang lên. Được rồi, ngay sau đó liền thấy tôn quản gia, vẻ mặt hưng phấn đi tới trước mặt quan tài vàng dòng, thu từng mảnh quan tài bị trương huyền một đao chém nát, vào chiếc nhẫn chữ Phật. Mọi người, người trước mắt này rõ ràng là danh sư lợi hại như vậy, muốn tài sản, bảo vật thế nào không có, còn hết lần này tới lần khác tham tài như vậy. Những mảnh quan tài này đều chia năm xẻ bảy, còn lấy đi từng mảnh một có phải nếu có thể lấy đi cơ quan bên ngoài, hắn cũng sẽ không bỏ qua hay không? Đang nghĩ như vậy, liền nghe được giọng nói của đối phương vang lên. Tôn Cường, người dẫn theo tiểu mặc này đi xung quanh xem, cơ quan nào có thể đào đi cũng mang đi theo. Đây lại là đồ tốt. Mọi người, khủ khủ, trương sư, thu thập bảo vật, thật ra nói vẫn còn quá sớm. Không quan tâm cơ quan hay mảnh quan tài, phải đi ra ngoài trước mới có chỗ sử dụng bị sặc nước bọt một cái, Triệu Phi Vũ thật sự không nhịn được nói. Hiện tại quan trọng nhất không phải là hoa sen có thể nói ra hay không, cũng không phải chuyện có cần những mảnh quan tài và cơ quan hay không, mà là rời khỏi đây như thế nào. Khóa đoạn long khóa lại, không có đường có thể đi, lại không thể biết bay, rời đi như thế nào. Không rời đi được, nhắc tới những lời này, cũng là vô dụng. Ra ngoài như thế nào, vừa rồi tiểu mặc không phải đã nói rồi sao phía trên lại có lối đi. Trương Huyền chỉ ngón tay. Nhưng, cao như vậy, chúng ta không có cách nào bay, thì không có khả năng rời khỏi đây. Thấy người này căn bản không suy nghĩ những điều này, mọi người bất đắc dĩ một hồi. Triệu Phi vỗ trợn mắt khinh thường, không nhịn được nói. Bay mà thôi. Thấy nàng giàu dĩ ở điểm này, Trương Huyền liếc mắt thoáng nhìn, thần sắc thản nhiên. Ta biết. Người biết. Bị dọa cho giật mình, tất cả mọi người đồng thời trợn tròn mắt. Thật hay giả, cho dù là cường giả hóa phàm cửu trọng, cũng không thể bay. Ngươi là một hóa phàm nhất trọng, lại còn nói, biết, ừ, Trương Huyền gật đầu, vẻ mặt tùy ý. Một trong những năng lực của danh sư được trời thừa nhận mà thôi, không tính là gì cả. Chuyện hồng trần đạp thiên bộ, giống như hoa sen, không thể truyền ra ngoài. Muốn rời khỏi đây, bay là không gạt được mọi người. Suy đi nghĩ lại, chỉ có thể đổ chuyện này đến trên trời thừa nhận danh sư. Dù sao loại kỳ ngộ danh sư cao nhất này, không phải người người đều có. Cho dù biết, trong lòng hâm mộ cũng không có cách nào học tập. Lại nói, trời thừa nhận danh sư, chỉ có một mình khổng sư làm được. Cụ thể có thể bay hay không, ai cũng nói không nên lời, cũng không thể nào truy tìm điều tra. Đây chính là lý do hay nhất. Không tính là gì cả. Mọi người sắp muốn nôn ra máu đây chính là bay, chuyện hóa phàm cửu trọng vẫn không có cách nào làm được, thế nào ở trong miệng hắn, lại đơn giản giống như mới vừa mua cải trắng ven đường vậy. Bọn họ chấn động, đồng thời cũng đang kỳ quái, trời thừa nhận danh sư, có thể khiến cho người ta bay. Thế nào, trên sách liên quan tới khổng sư, chưa từng có ghi chép. Chỉ có điều, đối với danh sư, bọn họ cũng không biết được rõ ràng. Cụ thể có thể làm được hay không, bọn họ vẫn thật sự không biết. Các ngươi chờ ta một chút. Không lại giải thích nữa, tinh thần Trương Huyền thoáng động, toàn thân trực tiếp bay lên, nhanh chóng bay về phía chỗ cơ quan ở rất cao. Hồng Trần đạp thiên bộ, Tề thiên quyển. Thời điểm nửa bước hóa phàm cấp, chỉ có thể ở không trung chừng mấy hơi thở lại rơi xuống. Hiện tại tu vi đạt được hóa phàm nhất trọng đỉnh phong, chân khí càng thanh thuần hơn, thời gian duy trì tự nhiên đã tăng thêm không ít. Đã đạt đến hơn 10 lần hít thở. Thời gian ngắn như vậy, giống như man thú bay, bay cự ly xa là không được, nhưng mở ra một lối đi, bay ra ngoài vẫn rất đơn giản. Thật sự có thể bay. Nhìn thấy được hắn như đi trên đất bằng phẳng, khóe miệng mọi người giật loạn. Bay, lại là thứ hy vọng rất xa vời của nhân loại, người trước mắt này, chỉ có hóa phàm nhất trọng, lại bay lên trên không trung. Cái này cũng quá kinh khủng. Chuyện liên quan tới trời thừa nhận danh sư, liên quan tới vu hồn sư, vẫn đừng nói ra. Trương sư, tương lai tất nhiên là nhân vật bay lượn cửu thiên. Nhân vật như vậy, tuyệt đối không thể đắc tội. Buồn bực một hồi, trong lòng mọi người đồng thời xuất hiện một ý nghĩ như vậy. Là rồng trung quy sẽ rong rổi hoàn vũ, là anh hùng sớm hay muộn cũng sẽ danh chấn thiên hạ. Người như thế chỉ có thể qua lại thân thiết, tuyệt đối không thể đắc tội. Trương Sư, chính là nhân vật như vậy. chương 883, Phương Pháp Cứu Sống Lộ Trùng 1 Vù, không để ý tới sự chấn động kinh ngạc của mọi người, Trương Huyền đi tới đỉnh, đưa tay sờ ở trên cơ quan một cái. Ngay sau đó, ngón tay giống như điện, liên tục đập vài cái ở trên tảng đá nhô ra. Nắm giữ thiên đạo đồ thư quán, có thể dễ dàng phát hiện ra chỗ sơ hở trong cơ quan, giống như quan tài vàng dòng trước đó, được gọi là không có cách nào phá ra, trên thực tế tìm được chỗ thiếu hụt, tiến hành lợi dụng, phá vỡ sẽ vô cùng đơn giản. Cơ quan này trước mắt cũng giống như vậy sang rác liên tục vỗ vài cái một tiếng động vang lên nham thạch từ từ mở ra thân thể trương huyền thoáng động chui vào đó là một lối đi ngẩng đầu nhìn lên một mảnh tối tăm phía trên chắc hẳn là còn có một chỗ cơ quan hoàn toàn ngăn cản đầm nước không đến mức chút xuống thân thể chợt nhảy vọt lên đi qua mấy chục thước quả nhiên thấy được một nham thạch lớn làm theo trước đó đánh cho nó mở ra đầm nước lập tức xuất hiện ở trước mắt Giống như thời điểm tới, nơi này có cơ quan đặc biệt, người có thể đi qua, đầm nước lại không chảy xuống được. Lợi Hải nhìn lướt qua, phát hiện cơ quan này so với trận pháp cũng hoàn toàn không yếu hơn, Trương Huyền không nhịn được tán thưởng một tiếng. Không hổ danh là thiên công sư, những cơ quan kỹ xảo, quả thật đủ để không ít người học tập cả đời, cũng không có cách nào lý giải được. Ở tại chỗ điều chỉnh một hồi, cảm giác hồng trần đạp thiên bộ tiêu hao gần như đã khôi phục lúc này Trương Huyền mới một lần nữa trở lại trước mặt mọi người, từ chỗ Lạc Trúc tìm được một sợi dây, buộc ở trong lối đi. Có dẫn dắt, mọi người cũng không chậm chế, đều chạy lên trên. Bọn họ đều là người tu luyện, không biết bay, leo dây thường lại vô cùng đơn giản. Theo đầm nước bơi về phía trước, rất nhanh trở lại bên bờ. Lúc này bọn họ mới cảm giác dường như đã trải qua mấy đời, giống như một mộng. Tuy rằng thời gian tiến vào mộ vu hồn không lâu, lại trải qua sinh tử, tuyệt vọng. Dù thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng vẫn sống sót đi ra. Cảm ơn Trương sư. Cầm quần áo sử dụng chân khí hấp khô, đám người tái các chủ đi tới trước mặt, thật lòng khâm phục. Không hổ danh là danh sư được trời thừa nhận, gặp phải nguy hiểm quả nhiên khác với bọn họ, sử dụng trí tuệ, cứng rắn xoay chuyển cục diện, thậm chí thu một vu hồn sư lục tinh hóa phàm cửu trọng, làm người hầu. Không phải tận mắt nhìn thấy bọn họ tuyệt đối không thể tin được. Khách khí, mọi người cũng rất khổ cực, dù sao cũng không vội vàng rời khỏi đây, không bằng lại ở trong này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta sẽ rời đi. Trải qua một hồi lăn qua lăn lại, trời đã tối rồi. Vô số vì sao treo trên ngân hà, sáng ngời trói mắt, một vòng trăng khuyết, treo nghiêng bên đỉnh núi, khiến người ta có cảm giác yên tĩnh bình thản. Ý thu mông lung, lá trên cây cũng không xanh biếc như trước, Bắt đầu chậm rãi biến thành màu vàng. Gió núi thổi qua mang theo một chút cảm giác man mát. Được, nghe được không vội vàng rời đi, mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Thời gian ở mộ vu hồn không lâu, tâm thần lại tiêu tụy, so với trải qua một trận đại chiến còn muốn khổ cực hơn. Nơi này là hang ổ của yêu thần thú, cũng không có linh thú gì không mở mắt dám qua quấy rối. Mọi người nhóm đống lửa, lấy thức ăn đã chuẩn bị xong từ trước ra. Thời gian không lâu mùi thịt thơm tản ra khắp nơi lão sư trên cổ lão sư làm sao vậy trương huyền cũng đói lắm rồi vừa ăn một hồi lại thấy vương dĩnh đã đi tới vẻ mặt nghi ngờ nhìn qua cổ hắn thoáng sửng sốt một chút chỉ thấy nàng đưa qua một cái gương đồng hắn nhìn sang chỉ thấy ở chỗ cằm có một chỗ thoáng lộ ra một chút xám xanh a à, là bị vu hồn khí của tiểu mặc nhiễm phải yên tâm đi chắc hẳn rất nhanh là có thể biến mất thời điểm ở mộ vu hồn, vì để cho mặc hồn sinh cắn câu, sử dụng bùa hộ mệnh vảy rồng đánh cho hắn thương, cam tâm tình nguyện bị đối phương nắm lấy. Chắc là khi đó lưu lại vết tích, chỉ có điều không nghiêm trọng, nếu không nhìn kỹ, căn bản không nhìn ra. Cũng vì tâm tư vương dĩnh tinh tế, mới để ý phát hiện ra. Vu hồn sư và nhân loại thuộc về hai loại hình thức sinh mạng. Bị cường giả như vậy tiếp xúc, lưu lại ấn ký vô cùng bình thường. Chắc hẳn là không bao lâu, sẽ dần dần biến mất vậy thì được rồi thấy không phải là vấn đề lớn lao gì lúc này vương dĩnh mới thở phào nhẹ nhõm nàng và đám người triệu nhã đi đón lộ trùng ta đi nghiên cứu một vài chuyện trương huyền căn dặn lộ trùng không đi cùng mọi người mà là đặt ở trên lưng con linh thú của triệu phi vũ hiện tại yêu thần thú bị thuần phục đã không có uy hiếp cũng nên đưa hắn tới vâng biết tâm ý của lão sư muốn cứu lộ trùng Vương Dĩnh gật đầu. An bài xong việc, Trương Huyền lại nhấc chân đi vào sơn động của yêu thần thú. Sơn động rộng, sạch sẽ, hắn tìm một chỗ an tĩnh, tinh thần thoáng động, lấy cây cửu tâm liên ra ngoài. Vừa rồi ở dưới đất không cẩn thận quan sát, hiện tại vừa lúc nghiên cứu một chút, tiện thể ép hỏi một vài chuyện, xem có phương pháp cứu sống lại lộ trùng hay không. Chủ nhân, rời khỏi chiếc nhẫn chữ vật, mặc hồn sinh lập tức phát hiện đã rời khỏi lòng đất trong giọng nói tràn ngập hưng phấn. Bị nhốt mấy vạn năm, cuối cùng lại có thể nhìn thấy được thế giới bên ngoài, trong lòng kích động có thể tưởng tượng được. Bởi vậy, một tiếng, chủ nhân, này gọi đầy cam tâm tình nguyện, hoàn toàn không có một chút ngượng ngùng. Ta muốn biết, người có biện pháp thức tỉnh linh hồn người rơi vào giấc ngủ say hay không? Sắc mặt trương huyền ngưng trọng nhìn qua. Linh hồn người rơi vào giấc ngủ say. Mặc hồn sinh thoáng sửng sốt một chút, nói linh hồn rơi vào giấc ngủ say, chỉ cần hồn phách tiến vào trong cơ thể hắn, thức tỉnh hắn lại là được, không tính là phức tạp. Trương Huyền sửng sốt, trước đó hắn đã nghe nói qua về phương pháp này, chỉ có điều hắn là võ giả, linh hồn không có cách nào rời khỏi thân thể, chỉ có thể đành thôi. Nhưng, lúc này lại khác. Tu luyện dẫn hồn quyết thiên đạo đã có thể khiến cho hồn phách rời khỏi thân thể, hoàn toàn có thể tiến vào trong cơ thể đối phương, thức tỉnh hắn lại. Đúng, chỉ có điều cái đó và đoạt xác có chút tương tự có chút lơ là rất dễ dàng xuất hiện đoạt xác suy có khế ước linh hồn mặc hồn sinh cũng không dám giấu giếm hồn phách tiến vào bên trong cơ thể người khác đã có chút cùng loại với đoạt xác có thể thức tỉnh đối phương lại còn tốt không gọi tỉnh lại được rất dễ dàng xuất hiện đoạt xác suy khiến cho thực lực của mình cũng giảm sút mấu chốt nhất chính là một khi không có cách nào tỉnh lại linh hồn của ngươi tiến vào trong cơ thể đối phương làm không tốt sẽ khiến cho thân thể hắn nhận chủ. Nếu thật sự như vậy, lại muốn tỉnh lại là không thể nào. chương 884, Phương pháp cứu sống lộ trùng 2 Mặc hồn sinh có chút do dự nói. Dù sao, có thể đi vào hồn phách của người khác, tất nhiên phải vô cùng cường đại. Đối phương rơi vào giấc ngủ say, khẳng định rất yếu ớt. Thân thể hồi lâu không có linh hồn xoa dịu, rất dễ dàng nhận sai chủ nhân. Một khi như vậy, không những không có cách nào cứu người, ngược lại sẽ hại chết hắn. Linh hồn bị tổn thương nặng, mới có thể rơi vào giấc ngủ say. Đây là lực lượng hồn phách đã vô cùng yếu ớt, một linh hồn cường đại tiến vào trong cơ thể Triệu Hoán, có thể tỉnh lại là hay nhất. Không gọi tỉnh lại, rất dễ dàng chim cưu chiếm tổ chim thước. Đối phương còn muốn sống lại, cơ bản vô vọng. Có thể có phương pháp gì tránh được? Sắc mặt trầm xuống, Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Nếu động thủ tất nhiên phải bảo đảm trăm phần trăm có thể khiến đối phương sống lại. Nếu như không chỉ tốt, chữa chết, sau này lương tâm làm sao có thể yên được. Dù sao lộ trùng cũng là vì hắn mà chết. Không có cách nào chữa trị tốt, thật xấu hổ làm sư của người. Tránh được, trừ khi linh hồn của đối phương trở nên bền vững kiên cố, cường đại. Cho dù triệu hoán không thành, cũng có thể khống chế thân thể, không đến mức bị đoạt xác. Mặc hồn sinh nói, biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng cỏ tình hồn, chế luyện thành hương tình hồn, sau đó đốt ở trước mặt để cho hắn hấp thu, lúc này tiến hành triệu hoán, khả năng thành công sẽ lớn hơn rất nhiều. Cỏ tình hồn, Trương Huyền nhướng mày, làm luyện đan sư, hắn từng xem qua không ít sách liên quan tới dược liệu, nhưng loại dược vật này, hắn chưa từng nghe qua. Cỏ tình hồn không phải là thực vật, mà là vô hồn sư sử dụng linh hồn tẩm bổ có khả năng sinh ra vật phẩm đặc biệt, có thể trồng Mạc Hồn Sinh nói: "Trồng một gốc đại khái cần bao lâu?" Trương Huyền nhìn qua, "Nếu như thời ý gian quá dài, sợ rằng cần phải nghĩ tới biện pháp khác." "Không dài, một tháng là đủ, chỉ là hiện tại ta bị nhốt ở chỗ này, linh hồn không có cách nào rời khỏi, căn bản không có cách nào trồng." Mạc Hồn Sinh cười khổ nói: "Hắn bị nhốt ở trong Cửu Tâm Liên, trốn không thoát được. Cho dù lòng có thừa, cũng không đủ lực." chỉ cần vu hồn sư là có thể trồng được. Không trả lời lời của hắn, Trương Huyền nhìn qua. Đúng, chỉ cần vu hồn sư dẫn hồn thành công, đều có thể trồng. Phương pháp rất đơn giản, ta có thể nói với người bây giờ. Mặc hồn sinh nói. Ừ, vậy nói một chút về phương pháp đi. Trương Huyền khoát tay, thân sắc thản nhiên nói. Được. Mặc hồn sinh lên tiếng, lập tức mở miệng. Rất nhanh hắn nói một lượt về phương pháp bồi dưỡng cỏ tỉnh hồn, giống như hắn nói, có tình hồn không phải là một loại thực vật đặc biệt, mà là vật phẩm cần phải được linh hồn bồi dưỡng. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho linh hồn gây cho cộng hưởng, đạt được mục đích tình hồn. Người không phải là muốn, tự mình tu luyện dẫn hồn quyết, trở thành vô hồn sư bồi dưỡng chứ. Thấy chủ nhân trước mắt, nhớ kỹ phương pháp bồi dưỡng, mặc hồn sinh kịp phản ứng, hoàn toàn không thể tin được. Ừ, Trương Huyền gật đầu. Nếu thứ này có tác dụng đối với lộ trùng, hắn thực sự muốn tự mình đi trồng. Nhưng ngươi là danh sư được trời thừa nhận. Mặc hồn sinh bị dọa cho giật mình. Vị chủ nhân này lại là danh sư được trời thừa nhận, thiên phú như vậy, một khi tu luyện vu hồn sư, chẳng khác nào bỏ qua thân phận. Có phải quá lỗ mãng hay không? Yên tâm đi, ta đã sửa lại dẫn hồn quyết một lần, cho dù dẫn hồn thành công, cũng sẽ không phát sinh ảnh hưởng đối với thân thể, có thể làm được linh hồn và thể xác hợp nhất. Trương Huyền thản nhiên nói sửa chữa, linh hồn và thể xác hợp nhất. Trong hoa sen, mặc hồn sinh trợn tròn mắt, môi run rẩy, hoàn toàn không thể tin được. Dẫn hồn quyết lại là công pháp phù hồn sư bọn họ tu luyện không biết bao lâu, từng trải qua không biết bao nhiêu cường giả thay đổi, các triều đại sửa chữa cũng làm không được. Người này chỉ nhìn mấy hơi thở là có thể sửa chữa, còn làm được linh hồn và thể xác hợp nhất. Làm sao có thể? Thời điểm hắn đang nghi ngờ, cảm thấy không có khả năng, lại thấy chủ nhân trước mắt khoanh chân ngồi xuống thân thể thoáng lắc một cái một cái bóng hư ảo xuất hiện ở phía trên dẫn hồn ra khỏi thân thể giọng nói của hắn run lên làm vu hồn sư lục tinh hắn có thể nhìn ra rõ ràng hồn phách vị chủ nhân này của mình đã rời khỏi thân thể bây giờ thấy ta sao hắn đang khiếp sợ liền nghe được giọng nói linh hồn của đối phương vang lên trương sư đứng lặng lẽ ở phía trước hoa sen thấy được mặc hồn sinh run rẩy trương huyền thỏa mãn gật đầu xem ra hồn phách sử dụng dẫn hồn quyết thiên đạo rời khỏi thân thể giống như chân khí thiên đạo chỉ cần mình nguyện ý cho dù vu hồn sư thực lực cao hơn bản thân mình người cũng không nhìn ra chỉ có muốn cho hắn nhìn thấy mới có khả năng nhìn ra vu xác nhận xong tinh thần trương huyền thoáng động lại trở lại thân thể hồn phách trở về vị trí cũ viên mãn không tiết ra huyệt đạo cộng hưởng linh hồn và thể xác hợp nhất. Ngươi, ngươi thật sự thay đổi dẫn hồn quyết. Nhìn thấy được hồn phách trương huyền trở lại thân thể, không xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Trái lại rất nhiều huyệt đạo, khẽ kêu lên giống như rồng ngâm vậy, mặc hồn sinh thét một tiếng chói tai, hình như sắp sợ ngất đi. chương 885, bọn họ đều là nam nhân. một Bình thường dẫn hồn quyết, hồn phách rời khỏi thân thể, sức sống thân thể sẽ nhanh chóng suy giảm, trở nên chán trường không chịu nổi mà vị trước mắt này, toàn thân từ trên xuống dưới sức sống bừng bừng, phóng ra ánh sáng cường đại. Các huyệt hợp sướng, linh hồn và thể xác hợp nhất. Hồn phách trở về, không những không nhìn ra so với võ giả hóa phàm cảnh bình thường, có gì khác biệt, trái lại trên phương diện khí chất càng tốt hơn, cho linh hồn người khác cảm giác bị đè ép nồng đậm. Chỉ liếc mắt nhìn, mặc hồn sinh đã biết, đối phương tu luyện dẫn hồn quyết tuyệt đối khác hẳn với hắn tu luyện, đã hoàn toàn bị thay đổi, tránh né năm suy giảm của hồn lực, đạt tới một cấp độ khác. Theo truyền thuyết, nghề nghiệp Vu hồn này là tổ sư Lưu Mặc Tử lập phái, lấy trộm nội dung liên quan tới linh hồn trong Thiên Đạo sáng chế ra. Bởi vì Thiên Đạo có thiếu sót, nội dung trộm được không được đầy đủ, mới đưa đến chỗ thiếu hụt, xuất hiện năm suy giảm, âm hồn cùng thân thể không có cách nào hoàn toàn hợp nhất. Khẩu bối Vu hồn sư không biết sử dụng bao nhiêu phương pháp, vẫn không có cách nào cải tiến được chút nào. Vị trước mắt này chỉ liếc mắt thoáng nhìn không chỉ đổi xong, còn thành công. Bảo hắn làm sao có thể không chấn động kinh ngạc được. Sốt cuộc làm sao làm được? Sau khi hết khiếp sợ, ngay sau đó hắn hưng phấn nồng đậm. Được trời thừa nhận danh sư, có thể cải tiến dẫn hồn quyết. Phần năng lực và kiến thức này, sợ rằng thật sự có thể dẫn ta đi rất xa. Nếu trước đó bị ép nhận chủ, thậm chí ký kết khí ước linh hồn, là bị ép bất đắc dĩ. Hiện tại tận mắt nhìn thấy được năng lực và thủ đoạn của đối phương, hắn đột nhiên ý thức được. Chủ nhân này, có thể thật sự nhận đúng rồi. Nhân vật thiên tài tuyệt thế như thế, sau này đi theo ở phía sau, tận tâm tận trách, chỉ cần lấy được chỉ điểm cẩn thận tỉ mỉ, rời khỏi gông cùng xiềng xích, vượt qua trước đó, nhất định là chắc chắn. Đây là thủ đoạn vô hồn sư ta học qua, và bí tịch phương pháp mấy năm nay nghiên cứu ra được, có thể sẽ có tác dụng đối với chủ nhân. Nghĩ tới những thứ này, mặc hồn sinh lại không do dự nữa, tinh thần thoáng động, từng đoạn tin tức lại từ linh hồn truyền lại. Vu hồn sư có thể trực tiếp tiến hành truyền lại qua linh hồn. Loại phương pháp này so với giảng thuật, đọc sách đều muốn dễ dàng hơn. Bởi vì là quan hệ khí ước, loại tốc độ truyền lại này càng nhanh hơn. Trương Huyền chỉ cảm thấy trước mắt chợt hoa lên, trong đầu lập tức xuất hiện thêm một phần lớn kiến thức mới. Tất cả đều là của Vu hồn sư. Mặc hồn sinh là vu hồn sư lục tinh thượng cổ sống sót, lúc đó truyền thừa còn không có đứt đoạn, tất cả tri thức gần như bao trùm toàn bộ nghề nghiệp. Không hổ danh là chức nghiệp thượng cổ được người người kiêng kỵ, quả nhiên bác đại tinh thâm. Đại khái nhìn qua một lần, miệng trương huyền mở ra, đầy hoảng sợ. Thảo nào nghề nghiệp này có thể truyền thừa không biết bao nhiêu năm, bị nhiều người kiêng kỵ như vậy, thậm chí so với độc sư đều khủng khiếp hơn. Quả thật không thể khinh thường. Dẫn hồn quyết trước đó, đối với những cái này mà nói chỉ là nhập môn cơ sở nhất cái phương pháp tách linh hồn này là ngươi sáng lập ra đột nhiên nhìn thấy được một nội dung trương huyền nhìn về phía hoa sen trước mắt người này bị nhốt trong cửu tâm liên mấy vạn năm một lòng nghĩ ra được mới đưa tới tách ra một phần linh hồn có thể thành công môn công pháp này sợ rằng đúng là hắn nghiên cứu nhiều năm mới nhận được là ta lục lọi ra mặc hồn sinh gật đầu dựa vào phương pháp này có thể tách ra một bản thân khác. Sau này linh hồn bản thể cho dù bị giết hết, cũng có thể dựa vào phân thân này sống sót. Phân thân, Trương Huyền sửng sốt. Đúng, loại phân tách linh hồn này có thể phục chế hoàn chỉnh bản thân, bao gồm ký ức. Nói trắng ra là, chẳng khác nào một lần nữa ngưng luyện một linh hồn. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, dùng để bảo toàn tính mạng, cũng không tệ lắm. Mặc hồn sinh nói, Trương Huyền gật đầu, rất nhanh nhìn qua một lượt phương pháp phân tách linh hồn này. Không thể không nói, bộ phương pháp này quả thật rất lợi hại, tuyệt đối là cực hạn đối với nắm giữ linh hồn có khả năng hoàn thành. Xem ra, nếu không phải người này bị nhốt ở Cửu Tâm Liên, không có cách nào hấp thu linh khí tu luyện, dựa vào mấy vạn năm tích lũy, lý giải đối với vu hồn, trùng kích bát tinh, thậm chí cửu tinh cũng không thành vấn đề. Cũng đúng, sống lâu như vậy, suốt ngày bị nhốt Mỗi ngày đều nghiên cứu xem làm thế nào thoát khỏi bị vây khốn, lý giải đối với hồn phách lại không cường đại nữa, còn không bằng đâm đầu chết đi. Xem có bao nhiêu chỗ thiếu hụt, ý thức chìm đắm trong thức hải, hắn đi tới thiên đạo đồ thư quán. Tinh thần thoáng động, in vô số tri thức đối phương truyền tới ở trên trang sách trắng. Vù, tiện tay cầm tới sách liên quan tới linh hồn phân liệt, trực tiếp mở ra. Linh hồn phân liệt, mặc hồn sinh sáng chế, sau khi tu luyện Linh hồn có thể phân ra thành hai nửa. Chỗ thiếu hụt, phía trên viết đầy nội dung, chỉ có 120 chỗ thiếu hụt, xem như là rất ít. Xem xong nội dung, Trương Huyền không nhịn được tán thưởng. Chỉ bằng vào lực lượng cá nhân, sáng tạo ra một công pháp chỉ có chừng 100 chỗ thiếu hụt. Vu hồn sư trước mắt này những việc trải qua trước kia tuy rằng không mấy đáng tin, nhưng thực lực và thiên phú lại là thật. Cũng đúng, không có thiên phú lại làm sao có thể một đời chưa qua hết, liền trở thành hóa phàm đỉnh phong, phu hồn sư lục tinh. Chính xác, tinh thần thoáng động, rất nhiều sách vu hồn sư dung hợp với nhau, một lần nữa sinh ra thành bí tịch linh hồn phân liệt. Hắn lại lật xem, lúc này chỗ thiếu hụt bên trong cũng chỉ có hơn 10 chỗ. Xem ra sách liên quan tới linh hồn vẫn thu thập ít. Chờ đi vạn quốc thành, tìm người mua thêm một ít. Đối với công pháp linh hồn phân liệt có thể bảo toàn tính mạng, hắn vẫn hết sức động tâm người tu luyện ai cũng không dám bảo đảm sẽ gặp phải nguy hiểm thế nào môn công pháp này thật sự có thể tu luyện thành công đối với hắn mà nói trình độ nguy hiểm tuyệt đối sẽ giảm đi rất lớn chỉ có điều chỗ thiếu hụt của môn công pháp này quá nhiều đối với hắn mà nói tạm thời còn không có hứng thú quá lớn cho dù thật sự muốn tu luyện cũng phải thu thập càng nhiều sách hơn hoàn toàn bổ sung vào lại nói sau nhìn cử tâm liên lại nghiên cứu một hồi, biết một ngày hai ngày không có cách nào học được tri thức do đối phương truyền tới, Trương Huyền cũng không nóng nảy. Hắn mở mắt, rơi vào trên đóa hoa sen màu đen trước mắt. Thứ này được xưng là thần vật, hắn cũng muốn biết, rốt cuộc nó có công hiệu gì. Ngón tay vừa tiếp xúc, trong đầu than nhẹ chỗ thiếu hụt. Vù, một quyển sách xuất hiện ở trước mắt. Cửu thiên liên thai, thiên ngoại rơi xuống, được mặc hồn sinh đoạt được, cần rất lực lượng tinh thuần tẩm bổ, sau khi hoàn toàn trưởng thành, có thể chế luyện thân thể hoàn mỹ. Khuyết điểm, một, còn chưa đạt được trạng thái trưởng thành. Khi hoàn toàn thành thục, toàn thân trở nên trắng muốt. chương 886, bọn họ đều là nam nhân. 2. Hóa ra không phải gọi là cửu tâm liên, mà là cửu thiên liên thai. Chế luyện thân thể thật ra là chính xác. Nhìn trang đầu tiên, Trương Huyền gật đầu. Ban đầu, hắn thật sự cho rằng nó gọi là cửu tâm liên hiện tại xem ra, tuy rằng bị nhốt mấy vạn năm, mặc hồn sinh người này vẫn không nhận ra được. Cửu thiên liên thai, tuy rằng trên sách không đánh dấu cấp bậc cụ thể, nhưng xem ra cũng không thấp. Tự nhiên chỉ có 5 chỗ thiếu hụt. Mở ra trang thứ hai, đang muốn tiếp tục xem tiếp, Trương Huyền đột nhiên sửng sốt. Ghi chép chỗ thiếu hụt, tự nhiên chỉ có hai trang, 5 chỗ. Bảo bối ít chỗ thiếu hụt như vậy, nhận được từ đồ thư quán, tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy. Không hổ danh là thần vật. Mắt hắn nóng như lửa, đột nhiên có một ý nghĩ xông ra. Nếu như học được linh hồn phân liệt, chia ra một phân thân, luyện hóa thứ này làm thân thể, không phải là xuất hiện thêm một cái mạng sao? Càng nghĩ hắn càng kích động. Đây chính là thần vật chỉ có 5 chỗ thiếu hụt, mang đi luyện hóa nó thành phân thân, có thể tưởng tượng tuyệt đối sẽ trở nên vô cùng cường đại. Chỉ tiếc là, ta sợ rằng không sống được tới khí thứ này trưởng thành sách ghi lại chỗ thiếu hụt đầu tiên, chính là gốc cửu thiên liên thai này còn chưa trưởng thành. Hoàn toàn trưởng thành, toàn thân cửu thiên liên thai trở nên trắng muốt, mà không phải là dáng vẻ đen như mực của cái trước mắt này. Cắn nuốt hết tất cả gia sản của mặc hồn sinh, lại còn sống mấy vạn năm, vẫn là bộ dạng này. Lấy tuổi thọ mấy trăm năm của hắn, nhất định là không sống tới khí trưởng thành. Không trưởng thành, lại không có cách nào luyện hóa, mạnh mẽ đi làm, làm không tốt sẽ giống như mặc hồn sinh này, bị nhốt ở trong đó, muốn chết cũng không xong. Ừ, thứ này cần lực lượng tinh thuần nhất tẩm bổ, có khả năng trưởng thành. Ta là chân khí thiên đạo, vô cùng tinh thuần, có thể xem như là chất dinh dưỡng hay không? Trong lòng hắn thoáng động, một ý nghĩ xông ra. Miêu tả liên quan tới gốc cửu thiên liên thai này, đoạn thứ nhất chính là cần phải có lực lượng tinh thuần nhất tẩm bổ. Hiện tại hắn không tìm được đầy đủ linh thạch, nhưng chân khí thiên đạo lại vô cùng tinh thuần, có lẽ có thể thử xem nắm rễ của cây liên thai một luồng chân khí rót vào bên trong a à, chân khí mới tiến vào trong liền nghe được một tiếng kêu thảm thiết giống như heo bị chọc tiết nên nói ta đều nói không cần mặc hồn sinh sắp phát điên rồi vừa rồi những gì liên quan tới vu hồn sư hắn đã truyền tới đối phương lại truyền thụ chân khí tiến vào đổi lại thành ai sợ rằng đều sẽ cho rằng đối phương muốn giết chết hắn ách trương huyền vội vàng ngừng lại chỉ nghĩ chân khí tẩm bổ, không nghĩ tới tên này vẫn ở bên trong. Vu hồn đối với chân khí thiên đạo có nỗi sợ hãi thiên nhiên. Hơn nữa người này bị bùa hộ mệnh vẩy rồng đánh chỉ còn lại có nửa cái mạng, làm thế nào ngăn cản được chân khí công kích. Không có bị trực tiếp loại bỏ, đã coi như là không tệ. Dừng truyền thụ chân khí, Trương Huyền đang định bỏ gốc hoa sen này vào chiếc nhẫn chữ vật, sau đó lại nghiên cứu đột nhiên hắn nhìn thấy được rễ cây vừa được truyền thụ chân khí đã biến thành màu trắng biến thành màu trắng lẽ nào chân khí thiên đạo thật sự có tác dụng ánh mắt hắn nhất thời sáng lên trong cảm giác không thể tin được hắn lại cầm lấy một sợi rễ lại một luồng chân khí truyền thụ vào trong a à, tiếp theo trong hoa sen lại truyền tới tiếng kêu la bi thảm nhất trần gian một lát sau hắn cầm lấy hoa sen quả nhiên là như vừa rồi đã xem chân khí thiên đạo quả nhiên có thể khiến cho thứ này mau chóng trưởng thành nhìn thấy được sợi dễ vừa rồi trương huyền đầy hưng phấn không nhịn được an ủi một câu ta không phải muốn giết chết ngươi chỉ là thử gốc cửu tâm liên này thế nào không cần khẩn trương ta lại thử một chút lại một chút thôi không cần a à. mặc hồn sinh khóc sau này ta ngoan ngoãn nghe lời còn không được sao ngươi thử thêm vài lần chỉ sợ cũng không cần làm gì ta ta đã sớm chết bên ngoài sơn động, đã xảy ra chuyện gì, chúng ta có nên đi vào xem thử hay không? Hình như là tiếng mặc hồn sinh kêu thảm, trương sư không có sao chứ. Nghe được tiếng kêu thảm, mọi người đang dùng cơm đều đứng dậy. Trương sư vừa rồi căn dặn, có chuyện cần đi nghiên cứu. Chúng ta tốt nhất không nên quấy dày, ta thấy không bằng, tạm thời nghe một chút xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, mới quyết định. Triệu phi vũ có chút thận trọng vững vàng hơn, khuyên mọi người. Ừ. Mọi người gật đầu, lỗ tai dựng thẳng lên, nghe động tĩnh từ phía trong sơn động. Ngay sau đó liền nghe được có tiếng nói lúc có lúc không truyền đến. Không cần khẩn trương, ta lại thử một chút, lại một chút thôi. Không cần, a. À. Lại thử một chút, lại một chút thôi, còn không cần khẩn trương. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, mỗi một người trợn tròn đồng tử. Sắc mặt Triệu Phi Vũ còn đỏ lên, nghẹn nửa ngày mới nói ra được hai người bọn họ đều là nam nhân. Chương 887, thân phận chân chính của Triệu Phi Vũ một Thử nghiệm một hồi, phát hiện chân khí thiên đạo quả thật có thể khiến cho Cửu Thiên Liên Thai lột xác trưởng thành, lúc này Trương Huyền mới ngừng lại được, hai mắt tỏa ra ánh sáng. Có thể khiến cho thứ này trưởng thành, lại có phương pháp tách linh hồn, tạo ra một phân thân ở trong tầm tay. Chỉ có điều, trước đó phải nghĩ biện pháp lấy mặc hồn sinh ra lại nói nếu không một khi đưa vào chân khí, hắn lại gào khóc thảm thiết, sợ rằng liên thai còn chưa có trưởng thành, người lại chết trước. Một người hầu vu hồn sư hóa phàm cửu trọng, cho dù thực lực không nhiều bằng lúc trước, cũng mạnh mẽ hơn so với không có. Trước hết tu luyện công pháp vu hồn, bồi dưỡng cỏ tỉnh hồn. Biết lấy ra mặc hồn sinh, cần phải có kỳ ngộ, trương huyền cũng không nóng nảy. Mắt hắn rơi vào trên công pháp tu luyện vu hồn sư. Trước đó hắn tu luyện dẫn hồn quyết, giống như võ giả tập trung hơi thở. Ngay cả tập trung hơi thở cũng làm không được, không có cách nào trở thành võ giả. Cùng lý do, dẫn hồn không thành công, không có thể trở thành vu hồn sư. Dẫn hồn quyết, chỉ là khiến cho linh hồn ra khỏi thân thể. Một khi rời khỏi thân thể, lại hoàn thành, muốn khiến cho linh hồn không ngừng tăng cường, giống như võ giả thăng cấp, lại cần phải có các loại công pháp. Mặc hồn sinh làm vu hồn sư lục tinh, trong đầu hắn, phương pháp tu luyện liên quan tới hồn phách cũng không ít. Lại thêm các loại tâm đắc tu luyện, đủ để gần hơn một nghìn quyền. Sửa lại một chút, phát hiện công pháp từ dẫn hồn thành công cần khoảng hóa phàm nhị trọng, không có sai lầm chút nào. Sau nhị trọng, lại ít nhiều có một vài chỗ thiếu hụt. Vừa vặn không tranh lệch nhiều với tu vi của ta bây giờ. Bắt đầu tu luyện, hiện tại hắn vừa vặn là hóa phàm nhất trọng đỉnh phong. Nếu như linh hồn cũng có thể tu luyện đến mức như vậy, là có thể phù hợp hoàn mỹ, khiến cho lực chiến đấu tăng thêm không ít. Khoanh chân ngồi dưới đất, tinh thần hám thoáng động, hồn phách rời khỏi thân thể, dựa theo công pháp thiên đạo vu hồn đã sửa sang xong, bắt đầu tu luyện. Tăng 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 tăng, hồn lực nhanh chóng tiến bước. Không biết qua bao lâu, vù, hồn phách trở về vị trí cũ. Trương Huyền từ từ mở mắt. Lúc này bên ngoài trời đã sáng, ánh sáng mặt trời xuyên qua khe sơn động chiếu vào, đặc biệt chói mắt. Trải qua một đêm tu luyện, lực lượng hồn phách của ta tự nhiên đạt được hóa phàm nhị trọng. Công pháp thiên đạo đầy đủ, lại có linh thạch trung phẩm cung cấp lực lượng, hồn phách nâng cao rất nhanh. Thời gian một đêm, tự nhiên đạt tới cảnh giới hóa phàm nhị trọng. Nói cách khác, lực lượng hồn phách mạnh hơn so với tu vi của bản thân hắn. Chỉ có điều, Vu hồn là cấm kỵ của đại lục, tốt nhất không nên tùy tiện sử dụng. Vu hồn sư giống như độc sư, là cấm kỵ khiến cho không ít người kiêng kỵ. Nếu như có người biết linh hồn hắn có thể rời khỏi thân thể, đồng thời nắm giữ lực chiến đấu, thân phận danh sư chỉ sợ cũng rất khó bảo đảm. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất không nên điều động sử dụng loại lực lượng này. Đã có thể bồi dưỡng cỏ tình hồn. Hắn rũi người đứng dậy. Mặc hồn sinh đã truyền thụ phương pháp bồi dưỡng cỏ tình hồn cho hắn. Cái gọi là cỏ tình hồn cũng không phải là một loại thực vật đặc biệt nào đó, là linh hồn sử dụng phương pháp đặc biệt bồi dưỡng, khiến cho dược liệu đưa đến thu hút linh hồn, khiến cho nó có tác dụng thức tỉnh. Chỉ có điều, không quan tâm bồi dưỡng thế nào, đều cần tìm được một gốc thực vật có thể dung hợp linh hồn. Loại vật này cũng không dễ tìm, sợ rằng chỉ có thể đi vạn quốc thành mua. Đi ra khỏi sơn động, hắn phát hiện những người khác cũng đều tỉnh lại. Mỗi một người đã chuẩn bị tốt từ lâu, tinh khí 10 phần. Kinh Hoàng và Tiêu Hao ở mộ vu hồn ngày hôm qua trải qua cả đêm điều tức, tất cả đều khôi phục lại. Đi vạn quốc thành, Trương Huyền đánh tiếng. Mọi người lại nhảy lên lưng linh thú triệu phi vũ, trực tiếp phóng lên bầu trời. Yêu thần thú cũng theo sau. Về phần hai người tái các chủ, Lạc Trúc, sớm nghe nói về thi đấu danh sư, cũng muốn đi quan sát một chút, sẽ không quay về Hồng Hải Thành, đi theo ở phía sau. Âm, um, giống như một vạch đen xẹt qua phía chân trời, cắt phá không trung mọi người ngồi ở trên lưng linh thú, trực tiếp bay về phía trước. Có yêu thần thú, linh thú nổi danh liên minh hộ tống, một đường bay đi không có con man thú, linh thú nào không có mắt dám qua quấy rối. Thậm chí cùng là cường giả cưỡi linh thú bay, nhìn thấy được khí thức nồng đậm từ trên người nó phát ra, tất cả đều tránh né, không dám tới gần. Một đường thông suốt, năm ngày sau, một tòa thành thị cực lớn xuất hiện ở tầm mắt mọi người thành thị này so với Hồng Hải thành càng khí thế hơn. Đủ loại kiến trúc, giống như từng đoạn vảy rồng, xa hoa. Đứng ở trước cửa sổ trên lưng thú, cúi đầu nhìn xuống dưới, thành thị cực lớn nằm ở trên một vị trí bình nguyên cực lớn, giống như là một bức tranh vẽ, sạch sẽ chỉnh tề. Một con sông cực lớn, từ trong đó chảy xuôi qua, mang đến sức sống và sinh lực vô hạn. Liên minh vạn quốc, có sứ quán thương mại của các quốc gia, cũng có nơi giao dịch do các thế lực cùng cấp bậc thành lập còn có điểm truyền tống hàng hóa của huyễn vũ đế quốc. Thế lực đan sen, ngư lòng hỗn tạp, loại người gì cũng có. Chỉ có điều, bất kể là ai, chỉ cần ở vạn quốc thành, đều phải nghe theo mệnh lệnh của minh chủ liên minh phủ. Triệu phi vũ mỉm cười. Ừ, trương huyền gật đầu. Minh chủ phủ, được xưng là vương thất của liên minh vạn quốc, người cầm quyền liên minh chân chính. Ban đầu thời điểm ở thiên vũ vương quốc, hắn đã nghe nói. Về phần danh sư đường, tuy rằng địa vị cực cao, lại không để ý tới chính sự. Chỉ cần không gây ra dung chuyển đối với xã hội, bọn họ cơ bản sẽ không xuất thủ, cũng sẽ không can dự. Hiện tại còn cách thời điểm thi đấu danh sư còn một thời gian rất dài. Các vị không bằng đi tới minh chủ phủ ta, tạm thời ở lại, nghỉ ngơi mấy ngày cho tốt, để cho ta cũng cố gắng chiêu đãi một chút, lại đi nghe ngóng tình hình rồi đi tới danh sư đường cũng không muộn. chương 888, Thân phận chân chính của Triệu Phi Vũ 2 Triệu Phi Vũ nói, bây giờ cách cái gọi là thi đấu danh sư, còn có hơn hai tháng, cũng không cần vội vàng. Minh Chủ Phủ, lẽ nào Triệu Công Tử là người của Minh Chủ Phủ? Tái các chủ nghi ngờ nhìn qua. Vị Triệu Phi Vũ này vẫn đi theo phía sau Trương Sư, hắn còn tưởng rằng là bằng hiếu, cũng không biết là người của Vạn Quốc Thành. Ngay cả đám người Triệu Nhã cũng chỉ biết vị Triệu Công Tử này là đặc sứ của Liên Minh. Thân phận cụ thể cũng không biết là thế nào đúng minh chủ triệu thiên hào chính là gia phụ triệu phi vũ nói ngươi là con trai của triệu minh chủ không đúng triệu minh chủ chỉ có một vị công tử triệu huy ta từng gặp mặt tái các chủ sửng sốt triệu minh chủ là người có quyền lợi lớn nhất trong toàn liên minh vạn quốc công tử của hắn tương đương với người kế vị làm các chủ giám bảo các hắn từng gặp mặt vài lần so với vị triệu phi vũ trước mắt này hoàn toàn khác hẳn tại hạ không phải có ý định lừa gạt các vị, chỉ là một mình xuất môn ở bên ngoài, để cho tiện, cố ý ngụy trang một chút. Khẽ cười, Triệu Phi vũ thoáng lau ở trên mặt một cái. Diện mạo nhất thời có biến hóa rất nhỏ, tuy rằng thoạt nhìn vẫn là hình dáng trước đó, lại là mắt ngọc mày ngài, rõ ràng là một nữ tử. Mặc dù vẫn mặc nam trang, nhưng bất kể khí chất hay là dung mạo trên người, đều hoàn mỹ không tì vết, so với mạc vũ công chúa trước đó, cũng hoàn toàn không yếu hơn ngươi là nữ tử đám người tái các chủ lạc trúc triệu nhã mới chợt hiểu ra nếu nói trong đám người trấn tĩnh nhất sợ rằng chỉ có một mình trương huyền trước đây lần đầu tiên nhìn thấy mắt minh lý lại nhận ra thân phận nữ tử của nàng hiện tại cho dù vạch trần bí mật hắn cũng không cảm thấy chấn động kinh ngạc triệu huy tái các chủ vừa nói chính là gia huynh ta là nhị công chúa của liên minh triệu liên triệu phi vô tự giới thiệu bản thân mình từ nhỏ người yếu, phụ thân vì để cho ta giống như người bình thường, sắc phong một danh hiệu phi vũ công chúa, bởi vậy dùng tên giả triệu phi vũ. Các người cũng có thể gọi ta là triệu phi vũ. Hóa ra là phi vũ công chúa. Hai người tái các chủ, lạc trúc nhìn nhau, mới chợt hiểu ra. Minh chủ có một vị công chúa yếu ớt nhiều bệnh, bọn họ sớm có nghe thấy. Nghe nói là cơ tiên thiên không có lực, tìm khắp toàn bộ liên minh, cũng không có cách nào trị liệu. Lúc gặp mặt, lại là thân nam nhi, bọn họ căn bản không nghĩ tới là nàng. Nghe nói, trước đây Triệu Minh chủ ban thưởng cái phong hiệu này, là muốn nhị công chúa nhiều bệnh có thể bay giống như chim yến, tung bay lên muốn lượn. Đáng tiếc, treo giải thưởng thiên hạ, cũng không tìm được phương pháp trị liệu. Thế nào? Tái các chủ đầy nghi ngờ nhìn qua. Phi vũ công chúa chữa bệnh, lại kinh động không ít người. Vô số y sư đến đây, cuối cùng đều sắp thành lại bại. Dựa theo đạo lý bình thường, nàng chắc hẳn là nằm ở trên giường, không có cách nào đi lại. Thế nào tinh khí thần lại không khác gì với người bình thường vậy? Lẽ nào nghe đồn có sai lầm? Là trương sư đã cứu ta. Triệu Phi vũ mỉm cười, trong đôi mắt sáng động lòng người, khiến người ta nhìn thấy, mắt không nhịn được nhất thời sáng lên. a à, các chủ mới chợt hiểu ra. Biết thân phận đối phương, hắn vẫn kỳ quái. Đường đường là công chúa, một trong những nhân vật có quyền lực nhất ở Liên minh Vạn Quốc, vì sao đối với trương sư lại tin tưởng và nghe theo như vậy thậm chí lễ độ cung kính hóa ra là vì nguyên nhân này sớm nghe nói y thuật của trương sư rất cao minh không nghĩ tới lợi hại như vậy hắn cười gượng một tiếng trước đó đã nghe tôn cường nói thiếu chủ của mình có y thuật rất cao minh ở dãy núi lớn ôn ngôn hắn còn tận mắt nhìn thấy được phương pháp trị liệu đánh ngất xỉu cường đại giờ nghe được phi vũ công chúa tự mình thừa nhận hắn mới hiểu được phương diện chữa bệnh Vị Trương sư này còn cường đại đáng sợ hơn. Cơ tiên thiên của công chúa không có lực, trước đây lại chấn động toàn bộ liên minh, không biết bao nhiêu y sư đều tới khám, không có bất kỳ biện pháp nào. Trương sư lại có thể giải quyết, đủ thấy y thuật cao. Trương sư, Phi Vũ quả thật không phải có ý định giấu giếm, xin hãy tha lỗi. Giới thiệu xong thân phận, Triệu Phi Vũ mỉm cười, nhìn về phía Trương sư trước mắt. Vị thanh niên này tuổi tác tương đương với nàng lại đối với nhiều loại chức nghiệp như danh sư, y sư, giám bảo, trận pháp. Hiểu rõ sâu đậm, thiên phú mạnh mẽ. So với vị ca ca có danh tiếng rất lớn kia của nàng, cũng chỉ mạnh hơn chứ không kém. Khiến cho từ ở sâu trong nội tâm nàng sinh ra ý kính nể. Khách khí, nàng đã là công chúa, con đường tin tức chắc hẳn là cực rộng. Ta vừa vặn có chuyện muốn hỏi thăm một chút. Sớm biết rằng đối phương là nữ tử, nhưng nghe đến là thân phận công chúa, Trương Huyền cũng có chút giật mình. Thấy nàng nói chuyện với mình, hắn không nhịn được mở miệng hỏi. Trương sư mời nói. Triệu Phi Vũ gật đầu. Không thể không nói, nàng thực sự rất đẹp, tuy rằng không có tu vi gì, lại anh khí ép người, tự mang theo một hồi khí chất. Ta muốn mua một gốc cỏ an hồn, số năm càng nhiều càng tốt. Nếu như bây giờ không có, hoa trầm tình cũng được. Tốt nhất có thể là 500 năm trở lên chủ yếu nhất phải tươi có thể trồng sống loại đã từng phơi khô đối với ta không có tác dụng không biết phi vũ công chúa có thể giúp ta hỏi thăm một chút hay không suy nghĩ một chút trương huyền nói cỏ tình hồn cũng không phải chế tạo thực vật đặc biệt nào đó chỉ cần có thể ẩn chứa khí thức linh hồn là được mấy ngày qua vẫn suy nghĩ khiến cho hắn nghĩ đến hai loại dược vật có thể lấy ra được trong phạm vi của liên minh vạn quốc cỏ an hồn hoa trầm tình hai thứ này danh tiếng không lớn, lại chân quý dị thường. Hắn đối với cuộc sống ở liên minh không quen, nếu vị này chính là công chúa, muốn tìm, chắc hẳn là vô cùng đơn giản. Cỏ an hồn, hoa trầm tình, tươi. Không nghĩ tới vị trương sư này muốn loại vật này, triệu phi vũ sửng sốt, đôi mi thanh tú nhíu lại. Audio điện tử võ tấn bền chương 889, Minh Chủ Liên Minh 1 Cỏ an hồn, Yên ổn hồn phách có thể khiến cho tâm thần bình tĩnh, sóng nước không sinh. Hoa trầm tình có thể khiến cho tâm cảnh lắng động, thậm chí ngay cả tình cảm cũng có thể trở thành phai nhạt. Hai loại dược liệu đều vô cùng hiếm thấy, cho dù là liên minh vạn quốc cũng không tìm được mấy gốc. Muốn một loại trong đó vẫn còn sống 500 năm, độ khó không phải lớn bình thường. Cái này ta cũng không rõ lắm, chỉ có điều đến minh chủ phủ, có thể hỏi phụ thân ta hắn cho dù không biết, chắc hẳn lũng có thể giúp người điều tra ra. Triệu Phi Vũ nói, Trương Huyền gật đầu, vị trước mắt này, chỉ là một công chúa bị bệnh nặng, cho dù xem sách nhiều, đối với loại dược liệu hiếm có này, khẳng định cũng không biết nhiều. Phụ thân nàng, Triệu Minh chủ lại khác, khống chế toàn bộ liên minh, muốn nghe ngóng được tin tức về một gốc dược liệu, dễ dàng như trở bàn tay. Hiểu rõ những điều này, Trương Huyền không hỏi thêm nữa, yên tĩnh đứng ở phía trước cửa sổ, củng cố tu vi. Năm ngày này, thực lực của hắn tuy rằng không đột phá đến hóa phàm nhị trọng, chân khí trong cơ thể lại càng tinh thuần hơn, vừa dày vừa nặng. Có kinh nghiệm về Hồng Trần Đạp Thiên Bộ tiêu hao rất nhiều này, biết chân khí không chỉ cần tinh thuần, vừa dày vừa nặng cũng là mấu chốt. Bởi vậy, mấy ngày qua, hắn hoàn toàn không có ngừng lại chút nào, không ngừng tích lũy. Lúc này đan điền, chân khí kích động, lực lượng tuôn ra. Nói riêng về số lượng chân khí so với mấy ngày hôm trước, chỉ ít tăng thêm một phần mười. Đừng xem thường một phần mười, sử dụng đạp thiên bộ là có thể duy trì tối đa thêm hai, ba lần hít thở, tránh cho từ không trung rơi xuống. Biết đi tới vạn quốc thành, mọi người cũng không nhiều nói. Linh thú tiếp tục bay, rất nhanh một kiến trúc cao lớn huy hoàng xuất hiện ở phạm vi tầm nhìn. Minh chủ phủ là chỗ cốt lõi nhất của liên minh vạn quốc, tự mang theo khí thế. Còn chưa đến trước mặt, lại khiến người ta có một loại cảm giác áp bách cường đại. Cho dù là linh thú của ta, cũng không có cách nào trực tiếp bay vào minh chủ phủ. Chúng ta lại xuống ở chỗ này đi. Mỉm cười, triệu phi vũ căn dặn một tiếng, cánh khổng lồ của linh thú dưới thân run lên, trực tiếp hạ xuống phía dưới. Chỉ trong chốc lát, đứng ở trên quảng trường rộng rãi trước minh chủ phủ. Nhảy xuống khỏi lưng thú, nhìn quanh một vòng, trương huyền nhất thời không nhịn được xúc động. Không hổ danh là chỗ trung tâm nhất liên minh vạn quốc. Kiến trúc cao lớn không nói, trong đó mơ hồ tràn ngập linh khí. Không cần nhìn chỉ biết có đầy đủ loại trận pháp. Nếu có người dám qua quấy rối, sợ rằng không cần binh sĩ ra tay, chỉ riêng trận pháp là có thể loại bỏ được thiên quân vạn mã. Thảo nào Triệu Phi Vũ cũng không dám ép buộc man thú bay vào. Nếu thật sự làm như vậy, sợ rằng còn chưa đi xa sẽ rơi vào trong trận pháp, khó có thể chạy trốn dương mắt nhìn lại, phía trước cung điện, nhiều đội binh sĩ tuần tra. Trên thân tất cả những người này đều mặc khôi giáp màu xanh xám, trong tay cầm trường thương, khí tức rộng lớn. Cường giả tông sư, liếc mắt thoáng nhìn, trương huyền đầy kinh ngạc, những hộ vệ bình thường, tự nhiên đều đạt tới cường giả tông sư cảnh. Tông sư ở nơi thiên huyền vương quốc thế này, không có một người. Cho dù chỗ vương quốc nhị đẳng của lưu sư, cũng chỉ có lão tổ chấn quốc. Ở chỗ này lại chỉ là hộ vệ tranh lệch to lớn, khiến cho người ta líu lưỡi. Chỉ có điều, suy nghĩ một chút cũng lại bừng tỉnh. Vạn Quốc Thành lại là nơi có danh sư tứ tinh, loại cường giả này giảng bài, chỉ cần nghe tới một đoạn là có thể khiến cho người ta có lĩnh ngộ sâu hơn đối với tu luyện. Đột phá gông cùng xiềng xích cũng lại trở nên càng đơn giản hơn. Cho dù không nghe thấy loại cường giả cấp bậc như vậy giảng bài, chương trình học của danh sư tam tinh, nhị tinh cũng đủ để cho hắn đột phá. Hơn nữa, vạn quốc thành làm trung tâm buôn bán kinh tế, vật tư phong phú, linh khí dư thừa, thực lực chỉnh thể mạnh mẽ là tất nhiên. Đám người triệu nhã vốn đang cảm thấy đạt được trí tôn, có thể được cho là kiêu hùng một phương, thực lực không yếu. Lúc này nhìn thấy được tùy tiện một vài binh sĩ, cũng hoàn toàn không yếu, tất cả đều hoàn toàn bất đắc dĩ. Không hổ danh là thủ đô của liên minh vạn quốc, quả nhiên đáng sợ. Thuộc hạ ra mắt phi vũ công chúa, kim đại nhân. Đang xúc động, lại thấy một đội binh sĩ đi tới trước mặt. Một tướng lĩnh mặc khôi giáp màu vàng phía trước, tiến lên nghênh đón. Vật cưới của Triệu Phi Vũ là linh thú hóa phàm tam trọng, người của Minh Chủ Phủ gần như đều biết. Thấy nó đi tới, bọn họ tất nhiên biết công chúa trở về phủ. Tướng lĩnh có khí thức mơ hồ, đối với xung quanh có khả năng khống chế rất mạnh. Không cần nhìn cũng biết, dĩ nhiên vượt qua trí tôn cửu trọng, tiến vào hóa phàm cảnh, là một vị cường giả hóa phàm chân chính đi chuẩn bị một chỗ biệt viện sạch sẽ, linh khí sung túc, an bài cho những người bằng hữu này của ta ở lại, không được chậm trễ. Triệu Phi Vũ giơ hai tay ngăn lại, thần sắc thản nhiên. Bình thường cùng nàng ở chung, không nhìn ra điều gì. Lúc này khí thế công chúa lộ rõ, tự mang theo một hồi khí chất. Vâng, tướng lĩnh liền vội vàng gật đầu, không dám chậm trễ. Ừ, Triệu Phi Vũ lên tiếng, sau đó quay mặt lại. Trương Sư, ta dẫn người đi gặp Phụ Vương. Được. Trương Huyền gật đầu, căn dặn đám người Triệu Nhã đi theo phía sau đối phương, lúc này mới cùng Triệu Phi Vũ, đi về phía cung điện. Cung điện cũng không xa hoa, bên trong cũng không có quá nhiều hộ vệ, trái lại yên tĩnh khác thường. Thoạt nhìn giống như là một chỗ công viên vắng vẻ yên tĩnh. Nếu không phải Triệu Phi Vũ tự mình dẫn tới, bên ngoài lại có binh sĩ gác, cũng sẽ hoài nghi có phải đi nhầm chỗ hay không phụ vương ta không thích để cho người ta tiền hô hậu ủng, cho nên ở đây sẽ không lưu lại hộ vệ gì. Lại nói, biết đây là minh chủ phủ, tin tưởng cũng không có người nào không có mắt, dám qua quấy rối. Nhìn ra được sự nghi ngờ của hắn, Triệu Phi vũ mỉm cười. Ừ, Trương Huyền gật đầu. Từ khi sống lại tới nay, đi qua mấy chỗ vương cung, toàn bộ đều có phòng ngự nghiêm mật. Nơi này lại bộ dáng như thế, xem ra vị phụ thân này của Triệu Phi Vũ, đối với thực lực của mình, có tự tin tuyệt đối. Thuận miệng nói chuyện với nhau, hai người vòng qua từng hành lang, đi tới phía trước một đại sảnh. Sai người ta thông báo một tiếng, hai người đi về phía trong. Tiến vào đại sảnh, Trương Huyền lập tức nhìn thấy được một người trung niên uy nghiêm ngồi ở trên chỗ ngồi chính giữa, trên người tản ra khí tức cường đại, so với yêu thần thú cũng hoàn toàn không yếu hơn. Hiển nhiên đã đạt được hóa phàm tứ trọng đỉnh phong. So sánh với đám người tái các chủ hàn đường chủ đã gặp trước đó, hắn cũng không kém hơn dù chỉ nửa điểm. Đồng thời là hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, thực lực trong đó cũng vẫn tranh lệch rất lớn. Thật giống như yêu thần thú, mấy người hàn trùng đường chủ tạo thành trận pháp vẫn không có cách nào chống lại. chương 890, Minh Chủ Liên Minh 2 Phụ Vương, Triệu Phi Vũ bước lên trước. Ừ, đã trở về. Người trung niên gật đầu, mắt rơi vào trên người Trương Huyền, không nhịn được nhất thời sáng lên. Thực lực của bản thân hắn mạnh mẽ, hơn nữa ở lâu trên chức vị cao, tự mang theo một khí chất. Ngay cả hội trưởng y sư công mạnh trước đây gặp hắn, cũng nơm nớp lo sợ, có chút kinh hoàng. Người này thoạt nhìn chưa đủ 20 tuổi, thần sắc tự nhiên, hoàn toàn không khiếp sợ. Chỉ dựa vào điểm ấy, đã biết không đơn giản. Vị này chính là Trương sư. Triệu Minh chủ mỉm cười, nhìn qua. Tại hạ là Trương Huyền, ra mắt Minh chủ. Trương Huyền gật đầu. Ừ, thấy bộ dáng này của hắn, Triệu Minh chủ càng thỏa mãn hơn. Chuyện của ngươi, ta đã nghe nói, chưa đủ 20, liền trở thành danh sư nhị tinh, khiêu chiến tường nghi vấn khó xử lý của Thiên Vũ Vương quốc, giải quyết tất cả vấn đề khó khăn, sát hạch giám bảo sư, cứu Hàn Đường chủ. Còn giải quyết căn bệnh cả tiểu nữ, quả nhiên là anh hùng trẻ tuổi. Minh chủ quá khen. Nghe hắn nói cặn kẽ như vậy, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy kỳ quái. Trương Huyền lập tức bừng tỉnh. Nữ nhi một mình đi thiên vũ vương quốc, mặc dù có kim tòng hải bảo vệ, nếu nói không quan tâm, nhất định là không có khả năng. Tùy tiện tìm người hỏi thăm, biết những chuyện này, cũng không có gì kỳ quái. Lại nói, Kim Tòng Hải làm thuộc hạ của hắn, tất nhiên cũng sẽ báo cáo. Tại hạ nắm liên minh trong tay nhiều năm như vậy, gặp qua không ít thiên tài. Loại người có năng lực giống như Trương Sư, cũng ít khi thấy. Triệu Minh chủ đầy tán dương. Giống như Trương Huyền suy đoán, Kim Tòng Hải quả thật báo cáo lại không ít chuyện. Mặc dù không có chuyện mộ vu hồn, trời thừa nhận danh sư, cho dù những gì trải qua trước đó, cũng khiến cho vị Minh chủ này bị dọa cho giật mình. Chưa đủ 20, dám bảo sư ngô tinh, chuẩn y sư tứ tinh, thi hỏa sư tam tinh, danh sư nhị tinh. Rất nhiều danh hiệu và năng lực, đủ để khiến cho bất kỳ kẻ nào cũng phải ham muốn, thán phục. Làm người nắm quyền lợi lớn nhất trong liên minh, thấy qua vô số thiên tài kinh tài tuyệt diễm, nhưng vừa so sánh với vị trước mắt này, đều ảm đạm giống như con đom đóm vậy, hoàn toàn không có chút ánh sáng nào. Lần này Trương Sư tới Vạn Quốc Thành, nói vậy cũng là tới tham gia thi đấu danh sư đi. Hàn Huyên một hồi, Triệu Minh chủ hỏi. "Ừ." Trương Huyền gật đầu, đáp ứng yêu cầu của Tô sư, lang sư lúc ban đầu, nếu đến nơi này, hắn tất nhiên phải tham gia một chút mấu chốt nhất chính là phần thưởng của thi đấu danh sư vẫn rất phong phú. Thi đấu danh sư tập trung vô số thiên tài của 27 chỗ danh sư đường lại, muốn nhận được thứ tự tốt, quả thật rất khó. Cho dù trương sư thiên tư chắc Việt, chỉ sợ cũng không quá dễ dàng. Nói đến thi đấu danh sư, triệu minh chủ cười gượng lắc đầu. Xem qua những chuyện trước đó, biết vị trước mắt này có thiên phú người bình thường khó có thể so sánh, nhưng muốn ở trong trận thi đấu do 28 chỗ thế lực liên hợp nhận được thứ tự tốt, cũng không dễ dàng như vậy. Nếu thật sự đơn giản như vậy, qua nhiều năm như vậy, danh sư đường của liên minh vạn quốc cũng không đến mức vẫn là thứ hạng đếm ngược. Thôi đi, tạm thời không nói những điều này. Còn cách ngày thi đấu hơn 2 tháng, biết lúc này nói những lời này còn hơi sớm, Triệu Minh chủ lắc đầu, lại nhìn qua. Trương sư y thuật tinh thông, cứu tiểu nữ, không biết muốn ta cảm kích như thế nào chỉ cần là đưa ra yêu cầu, triệu mỗ có thể làm được, sẽ làm không chối từ. Minh chủ khách khí, chỉ có điều, tại hạ quả thật có việc muốn nhờ. Thấy đối phương nói như vậy, Trương Huyền cũng không khách khí, ôm quyền nói. Đối phương tuy là người đứng đầu liên minh, thực lực lại mạnh, nhưng hắn một đường trải qua, cũng coi như nhìn thấy nhiều quen mặt. Muốn làm cho hắn khẩn trương, sợ rằng vẫn làm không được. Triệu Minh chủ nhìn qua. Là như vậy, Ta cần phải một loại dược liệu đặc biệt, không biết có thể tìm được ở nơi nào của liên minh chúng ta. Vẫn mong Minh chủ thay ta hỏi thăm một chút. Trương Huyền nói ra yêu cầu về cỏ an hồn, Hoa Trầm Tình một lần. Cỏ an hồn, thứ này ta chưa nghe nói qua, chỉ có điều, Hoa Trầm Tình thật ra có biết có một gốc cây 500 năm trở lên, hơn nữa còn sống. Triệu Minh chủ do dự một lát, nói. Ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên. Cỏ an hồn, Hoa Trầm Tình bất kể cái nào đều là cơ sở tạo ra cỏ tỉnh hồn mà thôi một gốc cây là được cũng không cần quá nhiều chỉ có điều cho dù biết ở đâu muốn mua chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy triệu minh chủ lắc đầu a à, trương sư tạm thời đừng có nóng vội hãy nghe ta nói hết sẽ hiểu nơi có nhiều dược vật nhất ở liên minh vạn quốc đầu tiên là dược vương thứ nhì là nghiệp đoàn luyện đan sư và nghiệp đoàn y sư nói vậy không cần ta nói làm danh sư, cũng nên biết. Triệu Minh Chủ nói, Trương Huyền gật đầu, Dược Phương, thật ra lại là thương nhân buôn bán dược liệu. Nếu muốn nói dược liệu nhiều nhất, đầy đủ nhất, nhất định là bọn họ. Thứ hai chính là luyện đan sư, nghiệp đoàn y sư sử dụng thuốc nhiều nhất. Hai nơi này có nhu cầu và tiêu hao cực lớn đối với dược vật, bình thường đều sẽ tích trữ không ít. chương 891, Yêu thần thú lỗ mãng một Chỉ là, Dược vật ở những chỗ này cơ bản đều sấy khô hoặc đã phơi nắng. Những thứ còn tươi, còn có thể tiếp tục sống sót cũng không có bao nhiêu, càng chưa nói tới hoa trầm tình loại dược vật kỳ quái này. Triệu Minh chủ nói tiếp, ba nơi dược liệu nhiều nhất này, dược vật sấy khô có hiệu quả tương tự, hơn nữa rất tiện mang theo, bởi vậy, cơ bản đều được phơi nắng, không có khả năng có đồ tươi mới tích trữ. Dược liệu của dược vương có mấy nguồn gốc, thường thấy nhất chính là dược nông bán ra nhưng loại dược liệu hoa trầm tình hiếm thấy này dược nông bình thường nhất định sẽ không trồng hơn nữa cũng không có năng lực đó nơi duy nhất ta biết có loại năng lực này là vườn thuốc ở phía tây vạn quốc thành trong nơi này có vô số dược vật cổ quái kỳ lạ rất nhiều dược liệu quý hiếm trong thành khó có thể nhìn thấy đều có thể tìm tới chỉ là triệu minh chủ cười khổ chủ nhân của vườn thuốc tính cách cổ quái có chút không hợp với đạo làm người dược liệu của nàng cũng không bán ra, cho dù cho nhiều tiền hơn nữa cũng không được, cho dù là ta, trước đây Liên Nhi bệnh nặng, muốn mua mấy gốc dược liệu đặc biệt cũng chưa từng thành công. Cũng không bán ra. Trương Huyền đầy kỳ quái. Vậy nàng trồng nhiều dược liệu như vậy làm gì? Loại dược liệu hoặc là tự mình sử dụng, hoặc là bán ra. Trồng rất nhiều, rõ ràng là tự mình sử dụng, nhưng lại không ra bán, giữ lại làm gì? Dược liệu giống như thực vật bình thường, cũng có sinh mạng hưng suy không ít dược liệu, chỉ có tuổi thọ ngắn ngủi mấy năm. Có thể đạt được mấy trăm năm, dù sao chỉ là số ít. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, trồng dược liệu, cần phải tiêu tốn chi phí cực lớn, linh thạch, đặc biệt doanh dung dịch dưỡng, thậm chí nhân thủ. Thiếu một thứ cũng không được, còn không ra bán, chẳng khác nào vẫn đập tiền về phía bên trong. Tài sản có lợi hại hơn nữa, cũng không đủ lăn qua lăn lại. Ta cũng không biết, không ít người của vạn quốc thành cũng thấy kỳ quái. Đáng tiếc, lại không có người nào biết. Triệu Minh Chủ lắc đầu. Vậy, lẽ nào không ai chém giết? Trương Huyền nghi ngờ. Nếu rất nhiều người đều muốn dược liệu, lại mua không được, luôn sẽ có người bí quá hóa liều. Đương nhiên là có, nhưng đều thất bại. Chủ nhân của vườn thuốc tiết nhất giao, 50 năm trước lại đạt tới hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, danh tiếng chấn động vạn quốc thành. Hiện tại đạt đến trình độ nào, ai cũng không biết. Chỉ sợ cho dù là ta, cũng không nhất định có thể chiến thắng. Triệu Minh Chủ nói, 50 năm trước đã là hóa phàm tứ trọng đỉnh phong. Cho dù không có cách nào đột phá, chỉ sợ cũng xếp hạng trong rất nhiều cường giả đứng đầu ở vạn quốc thành. Quan trọng hơn chính là, vườn thuốc còn có trận pháp rất mạnh, ít nhất đạt tới tứ tinh đỉnh phong, do trịnh hội trưởng nghiệp đoàn trận pháp Hồng Hải, tự tay bố trí. Không ít người mưu toàn trộm dược liệu, còn chưa có tiến vào trong đó, đã bị giết chết hoặc bị vây khốn. Lâu ngày, người người đều biết chỗ đó nguy hiểm, cũng lại không có người nào dám đi tới. Triệu Minh Chủ nói, nuôi trồng vô số dược liệu chân quý, cũng không bán ra. Người nào dám đánh chú ý qua dược liệu, đều bị chém giết hoặc phây khốn. Người này quả thật rất khó ứng phó. Nơi khác có thể còn có hai loại dược liệu này hay không? Không, ngoại trừ vườn thuốc này, ta thật sự không biết có thể tìm được ở nơi nào khác. Trừ phi là đã điều chế xong điều chế xong đối với ta không có tác dụng. Trương Huyền lắc đầu, bồi dưỡng cỏ tỉnh hồn, chỉ có thể lợi dụng dược liệu tươi còn đang sinh trưởng. Một khi đã sấy khô, điều chế tạo thành dược liệu có thể dùng, lại làm sao có thể dung hợp linh hồn, nắm giữ hiệu quả tỉnh hồn. Người nói vườn thuốc này ở chỗ nào, ta muốn đi qua xem một chút. Cỏ tỉnh hồn phải có, như vậy mới có khả năng cứu tỉnh lộ chung. Ngay cả chỗ nguy hiểm như mộ vu hồn hắn cũng đi cho dù chủ nhân vườn thuốc lại khó ứng phó nữa nói vậy trung quy cũng có thể tìm ra biện pháp điều này nghe hắn muốn qua triệu minh chủ có chút do dự vậy được rồi ta bảo kim tòng hải đi cùng nếu như muốn động thủ với ngươi cũng có thể chống đỡ một chút được trương huyền gật đầu vị trí vườn thuốc kia hắn cũng không biết cần phải có người dẫn đường phụ vương con cũng đi qua xem một chút triệu phi vũ mỉm cười cười vội hỏi con qua làm gì? Lông mày triệu minh chủ nhíu lại một cái. Chủ nhân vườn thuốc này ngay cả lời của phụ vương cũng không nghe. Con cũng muốn đi xem, rốt cuộc lợi hại tới mức nào. Triệu phi vũ khẽ cười. Một đường đi theo sau lưng, nàng biết vị trương huyền này là một người không đạt được mục đích không dừng tay. Còn đối phương nghe càng khó chơi hơn, nàng thật sự muốn xem thử một chút, hai bên giao phong sẽ là kết quả gì. Yên tâm đi, có kim lão ở bên cạnh, lại thêm thân phận của ta, vị chủ nhân vườn thuốc này cho dù lại vô lễ nữa, cũng sẽ không động thủ. Thấy phụ thân vẫn đang do dự, Triệu Phi Vũ vội hỏi. Được rồi, hai người đều phải cẩn thận, nhất là trương sư, nếu như đối phương không muốn, ngàn vạn lần không cần cưỡng ép. Nếu thật sự không được, ta tự mình đi qua một chuyến, có lẽ có thể cho ta một chút mặt mũi. Có chút do dự, Triệu Minh Chủ nói. Trước đây xin dược liệu cho Triệu Phi Vũ, gặp phải từ chối, sau đó tự mình muốn đi, nghiệp đoàn y sư tại địa phương lại tìm được dược liệu thay thế, cũng lại thôi. Trương sư là ân nhân cứu mạng nữ nhi, hơn nữa thiên phú như vậy, sau đó thành tựu vô hạn, không thể có chuyện gì. Nếu thật sự không được, hắn cũng chỉ có thể tự thân xuất mã. Hắn đường đường là minh chủ liên minh vạn quốc, nhân vật hóa phàm tứ trọng đỉnh phong nhất, thật sự muốn mua thuốc, nghĩ đến đối phương cho dù tính tình lại kỳ quái, cũng sẽ cho vài phần mặt mũi lại hỏi thăm kỹ càng tỉ mỉ vài câu trương huyền lập tức cùng triệu minh chủ từ biệt dẫn theo triệu phi vũ và kim tòng hải cưỡi man thú bay trực tiếp bay về phía thành tây vạn quốc thành cực lớn chiều ngang chiều rộng ít nhất mấy trăm cây số chỉ dựa vào đi bộ tới không mấy canh giờ không thể nào làm được lần này ba người không cưỡi vật cưỡi của triệu phi vũ mà là ngồi ở trên lưng yêu thần thú yêu thú hóa phạm tứ trọng đỉnh phong hai cánh mở ra giống như tia chấp sau mấy chục phút ba người liền thấy một trang viên cực lớn xuất hiện ở trước mắt trang viên diện tích mấy trăm mẫu bị bao phủ ở trong sương mù mỏng manh vừa nhìn đã biết có đại trận bảo vệ lại hạ xuống ở chỗ này đi biết không có khả năng trực tiếp bay vào trong trương huyền gật đầu yêu thần thú kêu khẽ một tiếng hạ xuống ở cách chỗ cửa chính không xa trang viên trước mắt cửa lớn đóng kín ngoài cửa một bóng người cũng không có xem ra tất cả mọi người cũng đều biết không có cách nào mua được dược liệu ở đây, không có hứng thú tới. Nếu không, hàng năm người cần dược liệu không phải số ít, không có khả năng trước cửa có thể răng lưới bắt chim, ngay cả bóng người cũng nhìn không thấy. chương 892, Yêu thần thú lỗ mãng 2 Kim Tòng Hải đi lên phía trước, đang muốn gõ cửa, liền nghe được két một tiếng. Cửa viện từ bên trong mở ra, một người dáng vẻ giống như thị nữ tiến lên nghinh đón vườn thuốc chúng ta không bán dược liệu ra ngoài mấy vị mời trở về đi xem ra nàng đã thành thói quen với những người đến đây xin dược liệu chỉ vừa gặp được lại sẽ trực tiếp mở miệng không nghĩ tới nói còn chưa từng nói lại gặp phải sự từ chối trương huyền có chút bất đắc dĩ cửa còn chưa thể nào vào được chính chủ chưa gặp còn mua dược liệu như thế nào đang muốn nói cái gì làm cho đối phương cho đi chỉ ít nhìn thấy chủ nhân của vườn thuốc mới có khả năng lừa dối liền nghe được những tiếng vó ngựa truyền đến. Ngay sau đó, liền thấy một chiếc xe ngựa dừng lại ở cách đó không xa. Một người trung niên đi xuống. Một vườn chủ mời vào. Nhìn thấy người này, thị nữ nhận ra được, sắc mặt vui mừng, vội vàng tránh đường, khiến cho hắn đi vào. Người không phải nói không bán dược liệu sao? Vì sao hắn có thể đi vào? Kim Tòng Hải nhướng mày. Điều này cũng quá rõ ràng. Đám người mình còn chưa lên tiếng đã bị chặn ở ngoài cửa. Người này lại nghênh ngang vào. Lẽ nào cũng phải nhìn người? Thật sự ngại quá, hắn là người gia chủ chúng ta đặc biệt mời tới, có thư mời. Thị nữ lộ ra vẻ mặt áy náy. Có thư mời mới có thể vào. Trương Huyền nghi ngờ. Đương nhiên là có thư mời mới có thể vào. Thị nữ vẫn chưa trả lời, một giọng nói lạnh lùng cao ngạo lại vang lên. Người nói chính là một nữ tử diêm dúa lẻ loẹt, dáng vẻ ước chừng 30 tuổi, trang điểm rất đậm. Còn chưa đến tới trước mặt, lại khiến người ta ngửi được mùi son phấn rất nồng. Ngày hôm nay tiết vườn chủ mở bữa tiệc tối, chỉ có vườn chủ các vườn thuốc khác mới có thể đi vào. Không phải con chó con mèo nào cũng có thể tùy ý qua. Muốn mua dược liệu liền trực tiếp đi đi, ở đây không chào đón. Cổ nâng lên, nữ tử xinh đẹp đầy cao ngạo, ánh mắt nhìn qua mang theo sự coi thường lạnh lùng. Tiệc tối, Vườn chủ của vườn thuốc mới có thể đi vào sao? Nói như vậy, nàng cũng vườn chủ." Triệu Phi Vũ nói. "Đó là đương nhiên, ta là vườn chủ của Thanh Yên Dược Viên, là Thanh Yên." Vẻ mặt tự ngạo, nữ tử xinh đẹp lật cổ tay một cái, lấy ra một vật. Đó chính là thư mời tiến vào vườn thuốc. "Thấy không, đây là thư mời, không thứ này lại lập tức rời đi, không nên quấy rối." Nữ tử xinh đẹp lạnh lùng nhìn qua, cười nhạo một tiếng nhìn tuổi của ngươi, cũng chưa tới 20 tuổi. Loại tuổi này của ngươi, ngay cả dược liệu là gì cũng không phân biệt rõ được. Loại bữa tiệc cấp bậc cao này, ngay cả nhìn cũng không có tư cách nước mắt nhìn. Vẫn trở về đi, sau này học tập cho giỏi, có thể sau 30, 50 năm, có tư cách tiến tới một lần. Khanh khách khanh khách, che môi khẽ cười, nữ tử xinh đẹp, thân thể ưỡn thẳng. Hai quả cầu no đủ, giống như muốn rời khỏi sự ràng buộc của quần áo, bất cứ lúc nào cũng sẽ dẫy thoát ra ngoài. 30, 50 năm Trương Huyền lắc đầu, nhìn về phía thị nữ giữ cửa cách đó không xa. Có phải có thư mời liền có thể vào hay không? Ách, đúng. Thị nữ do dự một chút, nhớ tới căn dặn trước đó, liền vội vàng gật đầu. Vậy là tốt rồi. Nghe được đối phương trả lời chính xác, Trương Huyền nhìn về phía nữ tử xinh đẹp, gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng. Thương lượng với nàng chuyện này thư mời của nàng, có thể cho ta mượn dùng một chút hay không? Cho người mượn, ha ha. Giống như là nghe được chuyện vô cùng nực cười, nữ tử xinh đẹp nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt tràn đầy sự chán ghét. Dựa vào cái gì cho người mượn? Đây là tiết vườn chủ cho ta, người tính là thứ gì? Không cho mượn. Trương Huyền nhìn qua. Nhân lúc ta còn chưa tức giận, lập tức lăn. Nếu không, có tin ta khiến cho người nằm trở lại hay không? quát lớn một tiếng, khí tức trên người nữ tử xinh đẹp không tự chủ được tuôn ra. Chân khí thanh trọc rõ ràng, lực lượng kinh người. Lại là vị cường giả hóa phàm tam trọng. Giết ta! Trương Huyền lắc đầu, nhìn về phía xa, thông báo một tiếng. Yêu thần, người và nàng thương lượng một chút, có thể đưa thư mời cho ta hay không? Gào! Nghe được mệnh lệnh, yêu thần thú cách đó không xa khẽ kêu lên một tiếng, vèo một tiếng bay tới người muốn làm gì nữ tử sinh đẹp sửng sốt trước mắt tối sầm chỉ thấy một cái mông cực lớn đổ ập xuống phù phù không kịp phản ứng bị yêu thần thú trực tiếp ngồi xuống mặt đất chỉ còn lại có hai tay hai chân và đầu ở bên ngoài mở miệng nôn ra từng ngụm máu ngồi xuống khiến nàng nằm bẹp miệng yêu thần thú nhíu lại ngậm huy hiệu trong tay nàng ném tới kim tòng hải triệu phi vũ đồng thời thoáng lảo đảo trong mắt sắp rơi trên mặt đất không phải nói cần thương lượng sao? Thế nào? Dùng mông ngồi lên người. chương 893, Trương Huyền buồn bực một. Yêu thần thú, trong toàn bộ liên minh vạn quốc nó cũng có tiếng tăm lừng lẫy thể trọng vượt qua một vạn kg, trực tiếp ngồi đổ ập xuống. Lực trùng kích to lớn, không cần suy nghĩ hai người cũng cảm thấy khiếp sợ tới cực độ. Hai người lắc đầu, thoáng liếc mắt nhìn, vô cùng đồng cảm với nữ tử xinh đẹp sắp ngất đi. Người nói người chọc ai không được, lại muốn chọc người này vị trương sư này thoạt nhìn tương đối khá dễ nói chuyện trên thực tế lại là một người không sợ trời không sợ đất không kiêng nể không hề e ngại điều gì nếu không cũng không có khả năng đơn thương độc mã lại tiêu diệt hiên viên vương quốc cố gắng nói chuyện với hắn hắn sẽ hòa nhã khách khí nàng hung thần ác sát mở miệng không bị giáo huấn mới là lạ không lập tức bắt nàng bái sư cũng là rất nể tình trước đây vu hồn sư hóa phàm cửu trọng Hắn cũng trực tiếp mở miệng bảo người ta bái sư. Giáo huấn nàng, còn không phải càng thoải mái vui vẻ sao? Hai người chỉ là chấn động kinh ngạc, nhưng nữ tử xinh đẹp bị yêu thần thú đặt ở dưới thân, cũng sắp phát điên rồi. Thực lực nàng mạnh, diện mạo xinh đẹp, lại thêm địa vị cũng không thấp, vô số người tranh đoạt lấy lòng. Vốn tưởng rằng, người này mở miệng mượn đồ là muốn cố ý gây chú ý, thậm chí đùa giỡn. Kết quả, không chỉ tới là sự thật, còn sai linh thú sử dụng mông ngồi lên mình. Nôn ra ngụm lớn máu, nữ tử xinh đẹp La Thanh Yên, vẻ mặt như phát điên. "Ngươi, ta muốn giết ngươi." Nàng gào thét một tiếng, đang muốn tập trung lại lực lượng trong cơ thể, đẩy kẻ cực lớn đang đè ở trên người ra, liền nghe được người thanh niên cách đó không xa, giọng nó có chút không cao hứng vang lên. "Yêu thần, ngươi làm chuyện gì vậy? Ta bảo ngươi với người ta thương nghị một chút, mượn thư mời. Làm mượn, không phải bảo ngươi đánh nàng bị thương." thật sự không có quy củ. Gào, yêu thần thú ngẩn người, đôi mắt to như đèn lồng chớp chớp, vẻ mặt không hiểu nguyên nhân. Nó tuy rằng đã có trí tuệ không kém gì của nhân loại, nhưng đối với ngôn ngữ nhân loại vẫn gặp phải phán đoán sai lầm. Trương Huyền nói, thương lượng, ở trong tai nó chắc hẳn liền chỉ nghe được một chữ thương. Lại nói, nó luôn luôn quen thói kiêu ngạo, đồ mình coi trọng, không phải cướp chính là cướp nếu không cũng sẽ không khiến cho liên minh vạn quốc đặc biệt phái người tới tiêu diệt. Chủ nhân bảo nó thương lượng, nó đâu thèm nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp vào tới. Được rồi, bất giả vờ giả vịt cho ta, làm sai lại phải tiếp nhận trừng phạt, như vậy đi, phạt ngươi ngồi ở nơi này nửa canh giờ. Không có mệnh lệnh của ta, không cho phép di chuyển. Giọng nói tức giận của người thanh niên vang lên. Phụt, la thanh yên lại phun ra máu tươi, lệ rơi đầy mặt. Người đây là phạt nó, hay phạt ta? Bị nó ngồi một chút còn không chịu được, còn muốn để cho nó ngồi nửa canh giờ. Nếu thật sự ngồi như vậy, ta sợ không cần tới nửa canh giờ, lại chết. Đang nôn ra máu, liền nghe được cô nương mặc nam trang ở bên cạnh mở miệng. Chúng ta là tới mua dược liệu, vẫn đừng gây thêm rắc rồi thì hơn. Cũng đúng. Người thanh niên gật đầu, xoay người nhìn về phía thị nữ ở cửa vườn thuốc, tay đưa tới thư mời vừa nhận được rồi ta có thư mời có phải có thể tiến vào hay không thị nữ nói thật lúc này nàng cũng sắp phát điên rồi đã thấy người kiêu ngạo lại chưa thấy qua kẻ nào lớn lối như vậy ta nói thư mời đại biểu thân phận đại biểu địa vị đại biểu vườn chủ mời ngươi cướp một cái tính là chuyện gì có người làm như vậy sao mấu chốt nhất chính là cho dù muốn làm cũng phải ở sau lưng tìm một chỗ không người lặng lẽ hạ thủ không biết thì thôi, có lẽ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, thả cho ngươi tiến vào trong. Nhưng, trực tiếp cướp ở trước mặt mình, xem ta mù hay nhìn không thấy. Đáng giận hơn là, làm như vậy xong, còn lộ ra vẻ mặt vô tội đưa thư mời tới hỏi thăm, ta có phải có thể tiến vào hay không? Tiến vào em gái ngươi à? Nàng tức giận, hít thở dồn dập ngực lên xuống, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Không được, ngang nhiên cướp giật thư mời, muốn đi vào, trừ khi giết chết ta. Răng trắng cắn chặt, thị nữ vận chuyển chân khí trong cơ thể, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ liều chết chống đỡ. Không được sao, đang định ra tay, bảo vệ tôn nghiêm của vườn thuốc không thể xâm phạm, liền nghe được giọng nói thoáng hiện ra vẻ do dự của người thanh niên trước mắt vang lên. Cô nương, nàng có phải bị bệnh hay không? Thị nữ thoáng lảo đảo, có cần quá đáng như thế hay không? Không cho người tiến vào, người liền mắng ta có bệnh người mới có bệnh cả nhà đều có bệnh từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ từng tức giận như vậy hận không thể lập tức xông lên lập tức đánh chết người này cổ tay nàng lật một cái binh khí xuất hiện ở trong lòng bàn tay đang định ra tay lại nghe giọng nói của người thanh niên vang lên ta thấy tâm dương bạch huyệt của nàng ửng đỏ chân khí thân thể bên trái lưu chuyển không nhanh nếu như không nhìn nhầm có phải mỗi ngày vào đêm đều sẽ đau đầu kịch liệt sau gáy có loại cảm giác co giật hay không Ngươi." Thị nữ đang nổi giận thoáng sửng sốt, bóng dáng nàng vốn muốn xông tới, chợt ngừng lại. Đối phương nói không sai chút nào, quả thật vào buổi tối mỗi ngày, đầu nàng đều sẽ đau muốn nứt ra, cảm giác sau gáy co giật. Nàng đi tới nghiệp đoàn y sư đã đặc biệt tìm người xem qua, đáng tiếc, chưa từng điều tra ra được căn bệnh, lâu ngày cũng thành thói quen. "Người này thế nào?" mở miệng liền nói ra. "Không chỉ có như vậy, kinh mạch chân phải của nàng không thuận" dẫn đến lực lượng không đều tu vi trước sau không có cách nào đột phá nếu như không nhìn nhầm nàng chắc hẳn là lặng lẽ tu luyện một bộ công pháp mang thuộc tính băng lạnh giọng nói của đối phương tiếp tục vang lên ngươi ngươi làm sao biết được thị nữ bị dọa cho giật mình gần đây thực lực của nàng không có cách nào tăng trưởng vì muốn mau chóng đột phá nàng quả thật tu luyện một bộ công pháp thuộc tính âm hàn nhưng chuyện này nàng chưa bao giờ nói qua với ai thậm chí ngay cả tỉ muội tốt ở cùng, cũng không hiểu rõ tình hình. Người này làm thế nào nhìn ra được? Không cần phải quan tâm ta làm sao biết được, nàng từng bị người có công pháp thuộc tính dương công kích, một luồng dương khí lắng động ở bên trong thân thể, do đó dẫn đến kinh mạch bế tắc. Ban đầu nàng nghĩ, chỉ cần tu luyện công pháp thuộc tính băng lạnh là có thể âm dương trung hòa lẫn nhau, hóa giải ràng buộc, một lần nữa khôi phục thiên phú tu luyện. Người thanh niên đối diện lắc đầu. Ý nghĩ tuy tốt, đáng tiếc phương pháp sai hoàn toàn. thị nữ run rẩy mắt trợn trừng sắp rơi trên mặt đất miệng mở ra lại nói không ra lời. một năm trước nàng quả thật cùng một người tu luyện thuộc tính dương chiến đấu qua cũng chính bởi vì bị thương tu vi không tăng trưởng mất đi tư cách bồi dưỡng dược liệu lưu lạc tới ở chỗ này trông cửa âm dương tương khắc không phải là giả đáng tiếc luồng chân khí thuộc tính dương này đã cùng kinh mạch huyết dịch của nàng dung hợp mạo muội tu luyện công pháp thuộc tính băng lạnh, hai loại sẽ xem thân thể của nàng trở thành chiến trường. Chân khí thuộc tính dương xác thực mỗi lần chiến đấu đều sẽ giảm bớt. Nhưng, chân khí thuộc tính băng lạnh, thời gian giao chiến, cũng sẽ tản mạn ra khắp nơi xung quanh, dựa theo máu tiến vào thức hải, tự nhiên cứ vậy lại khiến cho nàng đau đầu giống như động kinh vậy. chương 894, Trương Huyền Buồn Bực 2 Chắp hai tay ở sau lưng, thần sắc người thanh niên thản nhiên nhìn qua. Vậy, môi của thị nữ run rẩy. Có thể có phương pháp trị liệu hay không? Đối phương nói nhịp nhàng ăn khớp, không có chút sai lầm nào. Vốn tưởng rằng đau đầu là mệt nhọc gây ra, nằm mơ cũng không nghĩ tới, là nàng tu luyện công pháp thuộc tính băng lạnh đưa đến. Suy nghĩ kỹ một chút, đau đầu thật đúng là bắt đầu từ khi tu luyện bộ công pháp này, không có sai lầm chút nào. Nói cách khác, đối phương không chỉ có nhìn ra được nàng bị bệnh còn tìm ra nguyên nhân căn bệnh ngay cả nghiệp đoàn y sư vẫn không có cách nào điều tra ra. Liếc mắt nhìn ra, biết mình bị bệnh, cũng điều tra ra nguyên nhân. Người trước mắt này rốt cuộc là ai? Phương pháp trị liệu thật ra rất đơn giản, mỗi ngày không vận chuyển chân khí, luyện Lạc Diệp kiếm pháp trên 5 lần. 10 ngày sau sẽ khỏi hẳn." Trương Huyền nói. "Ngươi biết ta biết Lạc Hoa kiếm pháp." Thị nữ lại thoáng lảo đảo một cái lạc hoa kiếm pháp là do tiết vườn chủ truyền thụ trong tất cả tỉ muội chỉ có một mình nàng luyện thành bản thân nàng cũng không ra chiêu chỉ lấy ra trường kiếm lại đã nhìn ra thế nào cảm giác giống như nằm mơ cướp giật thư mời đánh cho thanh yên vườn chủ nằm trên mặt đất nôn ra máu liếc mắt nhìn ra căn bệnh bản thân mình mắc phải cũng cho ra phương pháp giải quyết người này nói bậy hay là thật không để ý tới câu hỏi của nàng người thanh niên nhìn qua thần sắc thản nhiên Lạc Hoa kiếm, kiếm khí hoa rơi, không vận chuyển chân khí tu luyện, sẽ làm chân khí thuộc tính dương bên trong cơ thể nàng tự động dựa theo kiếm khí bắn ra. Mỗi ngày 5 lần, 10 ngày sau, chân khí trong cơ thể sẽ hoàn toàn tiêu tan. Cho dù tiếp tục tu luyện công pháp thuộc tính băng lạnh, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Nghe được trị liệu đơn giản như vậy, thị nữ do dự một lát, cắn răng một cái, trường kiếm trong tay múa lên, dựa theo cách nói của đối phương tu luyện. Lạc Hoa kiếm kiếm khí hoa rơi, trong nháy mắt trước mắt mọi người dường như xuất hiện một đào nguyên hoa rơi rực rỡ, kiếm khí ngang dọc, khí tức như xương. Thấy nàng thi triển kiếm pháp, Trương Huyền không nhịn được xúc động. Không hổ danh là vạn quốc thành, một thị nữ thủ vệ cũng đạt tới nửa bước hóa phàm. Rất nhanh, một bộ kiếm pháp hoàn thành, cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, thị nữ trợn tròn mắt. Tuy rằng chỉ thi triển một lần lạc hoa kiếm, thân thể lại thư thái hơn rất nhiều chân khí thuộc tính dương trước giống như bóng ma vậy, quả nhiên khuếch tán đi một ít. Mặc dù còn cách tiêu trừ tất cả, có khoảng cách nhất định. Nhưng chỉ dựa vào điểm ấy, đã biết lời đối phương nói không có sai lầm chút nào. Thật sự có thể chữa trị tốt chứng bệnh. Cảm ơn chỉ điểm. Thu hồi trường kiếm, thị nữ ôm quyền, thái độ cung kính. Lúc này, nàng đã không phẫn nộ nữa. Có thể liếc mắt nhìn ra chứng bệnh của nàng trên phương diện tu luyện, cũng cho ra phương pháp trị liệu. Ngay cả những y sư của nghiệp đoàn y sư cũng làm không được. Người trước mắt này, khẳng định không đơn giản. Người lợi hại như vậy, làm sao có thể qua quấy rối? Ừ. Trương Huyền khoát tay, cũng không quá để ý. Vấn đề trên thân thể đối phương vô cùng đơn giản, một cái nhấc tay mà thôi. Hắn khẽ cười, trong giọng nói mang theo sự thanh nhã, giống như công tử văn nhã. Không biết, bây giờ ta có thể tiến vào trong hay không? Điều này không biết vị công tử này là thị nữ không nhịn được hỏi tuy rằng đoán ra đối phương khẳng định không đơn giản thân phận cụ thể vẫn phải biết nếu không không có cách nào ăn nói lại với vườn chủ vị này chính là trương sư trương huyền kim tòng hải bước lên trước trương sư ngươi là danh sư thị nữ bị dọa cho giật mình ừ trương huyền nghi ngờ cho dù danh sư cũng không đến mức khẩn trương như vậy vạn quốc thành cái khác không nhiều lắm danh sư một đống lớn, cần phải khiếp sợ đến như vậy sao? Sớm biết rằng các hạ là danh sư, ta đã không ngăn cản. Ngày hôm nay vườn chủ mở bữa tiệc, ngoại trừ mời các vườn chủ khác ra, từng đã thông báo. Chỉ cần là danh sư, có thể tự do tiến vào, không cần ngăn cản. Thị nữ nói, danh sư có thể trực tiếp tiến vào. Thân thể thoáng lảo đảo một cái, trước mắt Trương Huyền biến thành màu đen. Chuyện gì thế này? Sớm biết rằng đơn giản như vậy lại không cần bảo yêu thần thú động thủ. lúc này thì hay rồi, lại là đánh người, lại là chỉ điểm. lăn qua lăn lại một hồi mới phát hiện làm chuyện vô nghĩa. trương sư mời vào bên trong, xác nhận đối phương là danh sư, thị nữ không ngăn cản, vội vàng đưa tay ra hiệu. ừ, cô nén phiền muộn, trương huyền dẫn theo triệu phi vũ, kim tòng hải liền đi vào bên trong. hắn mới đi được hai bước lại thấy thị nữ đưa tay chỉ vào la thanh yên còn bị mông yêu thần thú ngồi lên trên trương sư thanh yên vườn chủ nàng a à, ngươi đi qua một bên nghỉ ngươi trước đến lúc đó gọi ngươi tới nữa là được biết ý của đối phương trương huyền khoát tay áo nói với yêu thần thú tuy rằng yêu thần thú hiểu nhầm ý tứ nhưng nữ nhân này nói năng không lễ phép vô lễ đối với danh sư dạy dỗ một trận cũng không tính là gì cả Gào, nghe được mệnh lệnh yêu thần thú gật đầu, mông dài rộng xoay xoay, hai cánh vỗ mạnh, trực tiếp bay lên bầu trời. Đáng giận, đáng giận. Cảm nhận được thân thể sắp bị đè ép, La Thanh Yên nhìn đám người trương huyền đi vào vườn thuốc, tức giận cắn chặt hàm răng, toàn thân run rẩy loạn. Nàng đường đường là vườn chủ của Thanh Yên dược viên, địa vị có thể so ánh với một ít phương công quý tộc của Liên minh Vạn Quốc, đã bao giờ bị tức giận như vậy. Bị một con linh thú đặt mông ngồi ở dưới thân, quả thực chính là sỉ nhục cho dù đối phương là danh sư, nàng cũng nuốt không trôi cơn giận này. Thanh yên vườn chủ, nàng làm sao vậy? Trong lòng đang tràn đầy phẫn nộ, đột nhiên nghe được một giọng điệu kinh ngạc vang lên. Nàng lập tức nhìn thấy được một người thanh niên đã đi tới, trước ngực mang theo huy hiệu danh sư, phía trên có bốn ngôi sao lập lẻ lóa mắt. chương 895, Thế gia trồng thuốc một. Người thanh niên tới đây lại là một vị, danh sư tứ tinh, là thanh yên, ra mắt tống sư nhìn thấy được người thanh niên này là thanh yên vội vàng xoay người ôm quyền thái độ cung kính nếu như trương huyền ở đây khẳng định có thể nhận ra chính là người ban đầu ở hồng hải thành mua vô hồn kim nhân từ hắn bị lừa một số lượng linh thạch lớn thanh yên vườn chủ đây là nhìn vị vườn chủ cao ngạo mỹ lệ này toàn thân đầy bùn đất vẻ mặt chật vật tống siêu đầy nghi ngờ nhận được vô hồn kim nhân hắn liền trở về vạn quốc thành nhớ tới chỉ điểm của vị trương sư kia, không hề ngừng lại, đi ra vườn thuốc các nơi mua thuốc. Bởi vậy, hắn từng có duyên vài lần gặp vị vườn chủ này. Mỹ lệ động lòng người, câu người hồn phách, có thể nói là vưu vật, chọc cho hắn không ngừng động tâm. Thế nào bây giờ nhìn lại chật vật như vậy, giống như vừa rồi bị người điên cuồng đánh. Mong rằng tống sư thay ta cầu tình. La Thanh Yên trước mắt, ánh mắt lóe lên, ngay sau đó giả vờ dáng vẻ nước mắt ướt át, lại muốn bái lại. Cầu tình, chuyện gì xảy ra? Đưa tay ngăn cản, tống siêu kỳ quái nhìn qua. Vừa rồi có người muốn tiến vào vườn thuốc, ta nghĩ tiết vườn chủ không thích kết giao với người lạ, ngăn cản một chút. Ai biết, đã bị hắn ra lệnh cho thú sủng đánh một trận. La Thanh Yên đầy vẻ mảnh mai và đáng thương. Tống sư, ta thật không biết hắn là danh sư, nếu như sớm biết, khẳng định không dám ngăn cản, cũng không dám nói nhiều thêm nửa câu. Cũng bởi vì ngăn cản một chút, liền bảo thú sủng đánh nàng một trận sao. Tống siêu lông mày nhân lại. Thật ra không trách được vị danh sư kia, hắn tuy rằng không có mặc trang phục danh sư, cũng không cho thấy thân phận, nhưng ta đáng lẽ phải à sớm hỏi một chút. Không hỏi một tiếng bảo hắn ở bên ngoài chờ, mong rằng Tống sư hỗ trợ cầu tình, Thanh Yên lần sau cũng không dám nữa. La Thanh Yên vội vàng nói. Trong miệng nàng nói là xin lỗi, trên thực tế lại cố ý làm giảm đi sự vô lẽ của mình, tăng thêm sự bá đạo của đối phương. Cứ như vậy, cho người khác hình tượng chính là cố tình gây sự, không làm rõ thân phận ngược lại cũng thôi, còn cố ý điên cuồng đánh người nghiêm khắc tuân thủ quy củ, một trận. Làm càn, đường đường là danh sư, không chú trọng dáng vẻ, tự nhiên ở trường hợp như vậy, động thủ đánh người. Còn ra thể thống gì? Quả nhiên, nghe được nàng chỉ nói tốt ở bề ngoài, sắc mặt Tống Siêu trầm xuống. Danh sư, đại biểu cho danh sư đường xuất môn bên ngoài phải luôn luôn duy trì thân phận làm sằng làm bậy như vậy có khác nào ác bá yên tâm đi chuyện này không trách nàng đợi ta gặp được người kia nhất định dạy dỗ một trận thật tốt cho hắn biết làm tấm gương sáng cho người khác như thế nào phong độ sư đức như thế nào để cho hắn xin lỗi nàng tống siêu vung tay lên đường đường là danh sư không có thư mời ngược lại cũng thôi còn đánh người khó tránh khỏi quá cản dỡ cảm ơn tống sư thấy đối phương tin tưởng lời của mình, còn muốn giúp nàng chút giận, là Thanh Yên hưng phấn, mắt tỏa ra ánh sáng, lại nhìn về phía người thanh niên, đầy sùng bái. Thấy được không, đây là khí phách của danh sư tứ tinh. Cũng chỉ có loại danh sư cấp bậc như vậy, mới dám ở thời điểm đối mặt với các danh sư khác, trực tiếp mở miệng nói muốn giáo huấn. Hừ, cho ngươi vừa rồi kiêu ngạo, bảo thú sủng sử dụng mông ngồi lên người ta. Chờ một lát nhìn thấy tống sư, xem ngươi còn kiêu ngạo thế nào. Theo nàng, đối phương ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới, hơn nữa thực lực rõ ràng không bằng mình, cho dù là danh sư, nhị tinh đỉnh phong, gặp phải tứ tinh còn không lập tức cúi đầu khom lưng. Ngoan ngoãn nghe lời. Vậy ta lại dẫn Tống sư đi tìm hắn. Càng nghĩ càng hưng phấn, nàng vội vàng ở phía trước dẫn đường. Được. Tống siêu gật đầu, chắp hai tay ở sau lưng, mang theo tâm tư thay mỹ nhân chút giận, đi theo sau. Ở dưới sự hướng dẫn của thị nữ, đám người trương huyền đi qua hành lang thật dài, đi tới một đại sảnh. Lúc này trong phòng có không ít người đã tới, đông nghịt ước chừng trên 100 người. Cái gọi là bữa tiệc, còn chưa bắt đầu, những người này đều sáu, bảy người tập trung cùng một chỗ, hình như đang nói chuyện gì đó. Trương sư, đây là nơi bữa tiệc diễn ra, một lát nữa vườn chủ sẽ đích thân qua chiêu đãi, ta lại đi xuống trước. Thị nữ gật đầu, lui xuống. Nếu như nói vừa rồi, Ấn tượng của nàng đối với người này là lỗ mãng, kiêu ngạo, không biết trời cao đất rộng. Nhưng sau khi hắn giúp nàng chỉ điểm chứng bệnh, cũng cho ra phương pháp giải quyết, nàng đã hoàn toàn bội phục, xem hắn trở thành thần tượng. Ừ, biết nàng vẫn phải bảo vệ cửa vườn, Trương Huyền cũng không nhiều nói, khoát tay áo, đi về phía trong phòng. Tiết vườn chủ bình thường ngay cả vườn thuốc cũng không để cho chúng ta tiến vào. Thế nào lần này lại đột nhiên mời chúng ta qua? Có phải là có chuyện gì hay không? không có khả năng chỉ đơn giản là bữa tiệc như vậy. ngươi không biết sao? mấy ngày qua ta vẫn luôn ở bên ngoài. ngày hôm nay vừa trở về lại nhận được thư mời, làm sao có thể biết được? nghe nói là trấn vườn chi bảo của vườn thuốc bị bệnh nặng, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. bữa tiệc là giả, y tứ chân chính là muốn những vườn chủ chúng ta tập hợp cùng một chỗ nghĩ biện pháp. trấn vườn chi bảo, ngươi nói là, xùi, nhỏ giọng một chút ta cũng nghe từ bên trong lộ ra tin tức, cụ thể có chuyện gì xảy ra, cũng không rõ lắm. Đã như vậy, trực tiếp tìm người tới chị không phải tốt sao? Vì sao phải làm thần thần bí bí như thế, còn nói bữa tiệc gì đó? Điều này ta cũng không biết, tiết vườn chủ tính tình quái dị ngươi cũng không phải không biết. Ngay cả minh chủ phủ nàng cũng không quan tâm, nói như vậy, khẳng định nàng có suy nghĩ riêng. Trường 896, Thế gia chồng thuốc 2 Điều này ngược lại cũng đúng. Đi ở trong đám người, trong tai ba người truyền đến tiếng nói chuyện khe khẽ. Trấn Vườn Chi bảo, chẳng lẽ là? Triệu Phi Vũ ở một bên, lông mày nhăn lại. Nàng biết, thấy nàng nhớ tới cái gì, Trương Huyền nhìn qua. Ta trước đây xem qua sách liên quan tới vườn thuốc, biết được một ít. Triệu Phi Vũ gật đầu, nhỏ giọng. Chắc là địa mạch linh đằng. Địa mạch linh đằng? Trương Huyền nghi ngờ hắn tuy rằng xem qua không ít sách nhưng liên quan tới vườn thuốc vẫn chưa tiếp xúc cái tên này hắn cũng lần đầu tiên nghe nói ừ triệu phi vũ gật đầu đây cũng không phải là bí mật gì chỉ cần có vườn thuốc cơ bản đều có thứ này địa mạch linh đằng là một loại thực vật kỳ lạ có thể dựa vào địa mạch sinh trưởng hấp thu được linh khí khoáng chất nguồn nước hội tụ lại xoa dịu đất đai hình thành ruộng tốt thích hợp cho các loại thuốc tuyệt thế sinh trưởng bầy dê vẫn luôn nuôi thả cùng một chỗ cỏ xanh có tốt mấy cũng sẽ bị ăn sạch dược liệu cũng tương tự một chỗ sinh trưởng một gốc dược liệu còn tốt sinh trưởng nhiều sẽ xuất hiện cạnh tranh linh khí nước khoáng chất đặc biệt bên trong đều sẽ tranh đoạt cạnh tranh nhiều sẽ giống như thảo nguyên chỉ có ánh sáng không cung cấp dinh dưỡng dược liệu lợi hại hơn nữa cũng sẽ trở nên héo rũ vườn thuốc mặc dù có thể cuồn cuộn không ngừng bán ra dược liệu kéo dài không suy khiến cho tất cả dược liệu khỏe mạnh trưởng thành, chính là bởi vì thứ này tồn tại. Một khi suy kiệt, tử vong, toàn bộ vườn thuốc cũng chẳng khác nào kết thúc. Tất cả dược liệu trên ruộng tốt, đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có địa mạch linh đằng tồn tại, dược liệu sinh trưởng trong ruộng tốt, không chỉ màu sắc, kích thước, đều tốt hơn nhiều so với địa phương bình thường. Quan trọng hơn chính là, tốc độ sinh trưởng cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Một ít dược liệu 500 năm trong truyền thuyết, ở chỗ này, 200 năm có thể cung cấp. Nếu không, ai có thể sống 500 năm, chỉ vì trồng một gốc dược liệu. Triệu Phi Vũ nói, thì ra là thế. Trương Huyền gật đầu, trước đây hắn cũng có chút ngạc nhiên, linh dược không phải lúa mạch, không có chuyện trồng một số lượng lớn. Thứ này đối với linh khí và các loại dinh dưỡng có nhu cầu cực lớn. Cho dù vườn thuốc có cấu tạo và tính chất đất đai lại màu mỡ mấy đi nữa, chỉ sợ cũng rất khó cung cấp cho nhiều loại khác nhau như vậy hóa ra còn có loại vật này tồn tại. Nếu như bọn họ nói là thứ này, thảo nào tiết vườn chủ sốt ruột. Không có địa mạch linh đằng trung hòa điều tiết, trồng thuốc dày đặc, sẽ rất nhanh héo rũ. Triệu Phi Vũ tiếp tục nói. Điều này lại giống như trận pháp điều tiết linh dược sinh trưởng, một khi bị hủy diệt, các loại nhu cầu của dược liệu sẽ xuất hiện hỗn loạn. Không đầy đủ chất sinh dưỡng cung cấp, dược liệu không héo rũ mới là lạ. Ừ, Trương Huyền gật đầu, đang muốn nói chuyện, liền nghe được một giọng nói nhiệt tình ở cách đó không xa vang lên. Huynh đệ, người cũng theo trưởng bối trong nhà tới tham gia bữa tiệc sao. Người nói chính là một người thanh niên khuôn mặt hỏa ái, vừa cười rộ lên liền hiện ra hai má lúm đồng tiền trên mặt, có vẻ có chút đáng yêu. Trưởng bối, Trương Huyền sửng sốt, đúng vậy, có thể nhận được thư mời, ngoại trừ vườn chủ vườn thuốc, dược phương chịu trách nhiệm bán mua dược vật ra, cũng chính là người của thế gia trồng thuốc. Tam vườn chủ lớn, Bảy đại dược phương ở vạn quốc thành, ta đều đã gặp qua, lại chưa từng nhìn thấy ngươi. Tất nhiên là ngươi cùng trưởng bối đi đến." Người thanh niên cười khanh khách nói. "Thế ra trồng thuốc?" Trương Huyền có chút không rõ. Vườn chủ vườn thuốc hắn biết, dược phương bán ra dược liệu hắn cũng hiểu rõ, nhưng thế ra trồng thuốc là cái gì? "Ngươi không biết thế ra trồng thuốc?" Thấy vẻ mặt hắn mê hoặc, người thanh niên trợn tròn hai mắt, đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi đây là căn bản nhất của vườn thuốc ngay cả điều này cũng không biết làm sao tiến đến bồi dưỡng dược liệu cần phải có chuyên gia chăm sóc thế ra trồng thuốc chúng ta chính là gia tộc cung cấp người trồng thuốc cho các vườn thuốc người thanh niên giải thích một câu có hoa màu lại có nông dân có bầy dê lại có người chăn dê lý do tương tự có dược liệu tất nhiên cũng lại có người trồng thuốc dược liệu cấp bậc càng cao càng khó bồi dưỡng giống như thuần thú luyện đan là một loại học vấn vô cùng phức tạp rắc rối muốn bồi dưỡng một gốc dược liệu lợi hại không chỉ cần phải tiêu tốn thời gian quan trọng hơn chính là nhân lực vật lực còn có đủ loại kinh nghiệm trong quá trình bồi dưỡng sai một bước dược liệu không có cách nào đạt được cấp bậc hoàn mỹ là chuyện nhỏ làm không tốt còn có thể héo rũ chết lấy dược liệu hóa phàm cỏ khanh thủ làm ví dụ loại dược liệu này cần phải nữ tử có thân xử nữ tước nước mới có khả năng sống sót một khi nữ tử này cùng nam tử khác có quan hệ, tưới nước lên, cả gốc dược liệu sẽ lập tức hóa thành một làn khói đặc, hoàn toàn tiêu tan. Cỏ khanh thủ cùng khanh gần nhau, chính là bởi vì loại đặc tính này, thứ này cũng được dùng để kiểm nghiệm xem nữ tử có hoàn bích hay không. Hoa khúc duyệt, sau khi nở hoa có hình dáng giống như mắt người. Muốn sống, cần phải có người luôn luôn ở bên cạnh khiêu vũ ca hát, lấy khúc hát làm niềm vui, bằng không, rất nhanh lại sẽ chết thiên hạ còn có vô số dược liệu hiếm thấy cổ quái, không có hệ thống tri thức truyền thừa, đã muốn bồi dưỡng, khó như lên trời. Chính bởi vì có truyền thừa, mới có thế gia trồng thuốc chuyên môn bồi dưỡng người trồng thuốc. Năm đó, danh sư đường xác lập chức nghiệp, từng đề cập qua người trồng thuốc. Đáng tiếc, nghề nghiệp này truyền thừa hỗn loạn, không thống nhất lưu phái. Mấu chốt nhất chính là, đối với tu vi không có yêu cầu quá lớn, chỉ cần tri thức huyên bác là được. Bởi vậy, cuối cùng không thành chức nghiệp đặc biệt, nếu không, trong rất nhiều chức nhiệm của Hạ Cửu Lưu, tất nhiên có vị trí của nó. chương 897, Khó lòng phòng bị một Ta tùy tiện đi dạo qua, không phải theo người nào cả. Hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Trương Huyền lắc đầu. Tùy tiện đi dạo, người thanh niên sửng sốt. Đây là nơi nào? Vườn thuốc của tiết vườn chủ, cho dù sứ giả của Liên minh Vạn Quốc muốn tiến đến, cũng rất khó làm được tùy tiện là có thể đi dạo qua đua gì thế vừa rồi người này vừa tiến đến hắn lại nhìn thấy thị nữ thủ vệ tự mình đưa vào thái độ cung kính đây chính là đãi ngộ ngay cả ra ra hắn cũng không có chính vì vậy hắn mới qua kết giao một chút nếu không đường đường người thừa kế của thế gia trồng thuốc hắn cũng không phải rảnh rỗi nhìn thấy người lại đờ chạy tới biết đối phương có thể là không muốn nói người thanh niên cũng thức thời không tiếp tục truy hỏi cười nói Tại Hạ Lư Trạm, người của Lư gia tại Vạn Quốc Thành. Trương Huyền. Trương Huyền gật đầu. Hóa ra là Trương huynh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Đã báo ra Lư gia, mặt đối phương không đổi sắc, không có bất kỳ dao động nào, thần sắc Lư Trạm nghiêm trọng, vội vàng ôm quyền. Làm thế gia chồng thuốc, một trong bốn gia tộc lớn ở Vạn Quốc Thành, quyền thế địa vị của Lư gia ở trong toàn bộ liên minh cũng có tên. Cho dù Vương công đại thần bình thường nghe được thân phận này của hắn, đều phải cung kính xương hô một tiếng lư công tử. Người này lại mặt không đổi sắc, có thể thấy được địa vị không đơn giản. Nghĩ vậy, thái độ hắn càng cung kính. Chỉ có điều, nếu như để cho hắn biết, vị trước mắt này, ngay cả lư ra nghe cũng chưa từng nghe qua, không biết có thể lập tức nôn ra máu hôn mê. Hay không? Hai người lại hàn huyên một hồi. Lư chạm phát hiện vị trước mắt này đối với chồng thuốc quả thật một chữ cũng không biết, càng thêm mê hoặc những người khác vẫn đang suy đoán tiết vườn chủ mời mọi người qua là vì cái gì nhưng làm truyền nhân của thế gia trồng thuốc hắn đã sớm biết tin tức chính xác vườn thuốc này lại có không ít thị nữ trồng thuốc đều xuất từ gia tộc bọn họ hỏi thăm một ít tin tức vẫn rất đơn giản giống như mọi người suy đoán chính là địa mạch linh đằng xuất hiện vấn đề bởi vậy ngày hôm nay có thể nhận được mời không có người nào không phải cực kỳ tin tưởng đối với trồng dược liệu người này tự nhiên cái gì cũng không biết, thậm chí ngay cả người trồng thuốc cũng chưa từng nghe qua. Rốt cuộc hắn có thân phận gì, có thể khiến cho Tiết vườn chủ mời tới? Bên này nói chuyện phiếm, là Thanh yên và Tống siêu cũng đi đến. Tống sư, người kia chính là kẻ vừa rồi động thủ đối với ta. Nhìn quanh một vòng, rất nhanh đã tìm được kẻ khiến cho mình nghiến răng nghiến lợi, là Thanh yên đưa tay chỉ. Theo ngón tay nàng nhìn lại, Tống siêu lập tức thấy được một bóng lưng. Trương Huyền và Lưu Trạm nói chuyện phiếm, quay lưng về phía nơi này. Tống Siêu chỉ thấy một phía sau lưng, mặc dù nhìn có chút quen mắt, lại không liên tưởng tới trên người hắn. Cũng khó trách vị trương sư kia và tái các chủ Hồng Hải Thành quen thuộc như thế. Theo hắn thấy, chắc là người của Hồng Hải Thành, làm sao có thể chạy đến nơi đây, lại trùng hợp như vậy đã đến vườn thuốc? Không sai, chính là hắn, dựa thân phận danh sư, ra sức hạ độc thủ đối với ta mong rằng tống sư làm chủ cho ta, chỉ cần giáo huấn hắn một trận, thanh yên tất cả đều theo tống sư. bộ ngược tròn vào cực lớn của la thanh yên từ từ dưa qua. nàng biết nam nhân thích gì, dựa vào vốn liếng cũng bắt được không ít giúp đỡ. nếu không, dựa vào một nữ tử tuổi không lớn lắm giống như nàng, làm sao có thể đặt chân ở vạn quốc thành, còn mở vườn thuốc đại phát tài? yên tâm đi, loại người làm bại hoại uy nghiêm của danh sư đường, cho dù nàng không nói. Ta gặp được cũng sẽ giáo huấn." Cảm nhận được cánh tay truyền đến cảm giác co giãn kinh người, Tống Siêu gật đầu đáp ứng, ngôn từ chính nghĩa. Mặc dù biết đối phương là muốn lợi dụng hắn báo thù, nhưng giữ gìn uy nghiêm của danh sư đường là chuyện mỗi một danh sư phải làm. Cuống gì mỹ nhân còn có thái độ như thế. Đi theo phía sau bóng người xinh đẹp, rất nhanh hắn đi tới trước mặt đám người Trương Huyền. "Chúng ta lại gặp mặt." Biết vị Tống sư cấp bậc tứ tinh này, nhất định sẽ vì mình chúc giận. La Thanh Yên không e ngại nữa, đi tới trước mặt, cười lạnh một tiếng. Trương Huyền quay đầu, thoáng sửng sốt một chút, mắt chấp chấp, có chút nghi ngờ. Nàng không phải là không có thư mời sao, thế nào cũng tiến đến. Ngươi, không nghe lời này còn tốt, vừa nghe La Thanh Yên thiếu chút nữa thì tức tới nôn ra máu. Còn không biết xấu hổ nói ta không có thư mời. Bị ngươi cướp đi có được hay không? Ta theo tống sư đến. Cô nén lửa giận, La Thanh Yên quay đầu lại nhìn về phía người thanh niên bên cạnh. Chính là vị trương sư này, không để ý tới tôn nghiêm của danh sư, để cho thú sủng ra tay với ta. Vẫn mong tống sư chủ trì công đạo cho ta. Nói xong, thấy thanh niên trước mặt không có động tính, đang muốn tiếp tục châm ngòi thổi gió, liền nghe được giọng nói của vị trương sư vừa rồi vang lên. Tống sư, a, à, hóa ra là tiểu tống. Tiểu tống, La Thanh Yên sững sốt, lập tức mừng như điên. Vị trước mắt này lại là thiên tài siêu cấp danh sư tứ tinh, còn là cường giả tông môn tới. Cho dù trưởng lão danh sư đường của Vạn Quốc Thành nhìn thấy hắn, sợ rằng cũng phải kết giao ngang hàng. Người một người cũng chưa tới 20 tuổi, trực tiếp gọi là tiểu tống. Ban đầu còn nghĩ xem nên thêm mắm thêm muối như thế nào, hiện tại xem ra không cần, thực đúng là tự làm bậy không thể sống. Không chỉ là nàng, Lư Trạm đang đang suy đoán thân phận của Trương Huyền cũng run lên thiếu chút nữa ngất đi. Vị tống sư này, trên ngực có bốn sao lập lòe lóa mắt. Vừa nhìn cũng biết là danh sư tứ tinh, trực tiếp gọi người ta là tiểu tống, giống như là gọi một vãn bối, một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Hắn vội vàng nhìn về phía tống sư, hy vọng người này sẽ không lập tức trở mặt. Lại thấy người thiên tài siêu cấp này mang theo bốn sao, gương mặt vặn vẹo, toàn thân giống như sắp muốn khóc. Mặt học tống siêu ra mắt trương sư lúc này trong lòng hắn cũng suy sụp đổi lại thành danh sư tứ tinh khác có khả năng hắn cũng sẽ chất vấn nhưng đối mặt với người này hắn vẫn thật sự không dám liên tục bị sư ngôn thiên bẩm mê hoặc hai lần tất cả gia sản đều bị lừa dối từ lâu hắn đã lĩnh giáo thủ đoạn của đối phương một nhìn thấy người này không trực tiếp quay đầu bỏ chạy đã là rất nể tình còn dạy huấn cho hắn người lá gan hắn cũng không dám tống sư hắn đây là vô lễ đối với ngươi, ngươi. a à, đang vui sướng tưởng tượng người trước mắt này bị tống sư điên cuồng đánh một trận, dự định giới thiệu vài loại phương pháp đánh người, lại nghe hắn nói như thế, là thành yên thoáng cái sững sờ ở tại chỗ. Mặt học có ý gì? Học thức nông cạn, chương 898, khó lòng phòng bị hai Bình thường đều là vãn bối nhìn thấy người cường đại hơn so với bản thân mình, mới có xưng hô như vậy vị thiên tài siêu cấp này đường đường là danh sư tứ tinh lại có cách xưng hô này lẽ nào vị trương sư này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm so với vị tống sư này còn lợi hại hơn có nhầm hay không la thanh yên sắp muốn khóc vốn tưởng rằng leo lên nhân vật lớn tống sư này khẳng định có thể giáo huấn người này diễu võ dương oai rửa sạch nỗi nhục trước đó ai biết người ta địa vị lớn hơn nữa đánh mặt không thành còn bị đánh chuyện gì thế này Lưu Trạm cũng há hốc miệng, mắt trợn trừng so với mắt cá vàng còn muốn lớn hơn. Hắn vẫn suy đoán vị này có thân phận gì, thậm chí ngay cả Minh Chủ Phủ cũng đoán qua. Nhưng có lẽ nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, là một vị danh sư. Hơn nữa còn là một vị danh sư khiến cho danh sư tứ tinh, cam tâm tình nguyện tự xưng, mặt học. Quá kinh khủng! Thảo nào có thể khiến cho thị nữ đưa vào, người như thế quả thật có loại bản lĩnh này. Tiểu Tống, người muốn giúp nàng chủ trì công đạo sao không để ý tới hai người đang chấn động kinh ngạc trương huyền nhìn qua nhìn thấy người này hắn cũng có chút nghi ngờ chỉ có điều suy nghĩ một chút hắn cũng lại chợt hiểu ra trong phương pháp trị liệu đưa cho đối phương có vài dược liệu cần phải tươi chỉ có thể mua được ở vườn thuốc sợ rằng lần này qua cũng vì dược liệu nào đó không không ta chỉ là ngẫu nhiên gặp được cùng nàng không quen Tống siêu xấu hổ cười. Liên tục chúng hai lần sư môn thiên bẩm của đối phương, biết vị trước mắt này nhất định là danh sư cao minh hơn hắn rất nhiều, hắn làm sao còn dám giả vờ giả vịt. Các người đây là không quen. Trương Huyền đưa tay chỉ. Lúc này Tống Siêu mới phát hiện, bộ ngực no đủ của La Thanh Yên nhô ra, vẫn ép trên cánh tay của hắn, bị ép tới thay đổi hình dạng. Là thật sự không quen. Bị dọa cho giật mình, Tống Siêu chấn động cánh tay, đẩy người sau ra sự nở nang vừa rồi khiến cho hắn cảm thấy thoải mái, lúc này lại có cảm giác như gai đâm, đâm hắn sắp muốn khóc. Tống sư, bị đẩy một cái thoáng lảo đảo, là thành yên lúc này mới biết, tống sư mới vừa rồi còn vinh váo tới tận trời, đối với vị trương sư trước mắt này, không chỉ là tôn kính, quả thực chính là khiếp sợ. Có thể khiến cho một vị danh sư tứ tinh cảm thấy khiếp sợ. Rốt cuộc là thân phận gì? Khiếp sợ đến mức cổ co lại, lặng lẽ lui về phía sau nếu như mới vừa rồi còn nghĩ làm sao báo thù hiện tại đánh chết nàng cũng không dám có ý nghĩ này nàng tự nhiên buồn chán tìm người như thế gây phiền phức không có bị lập tức đánh chết đã là khoan hồng độ lượng không quen thì không quen không cần thiết như vậy không để ý tới la thanh yên chuẩn bị chạy trốn trương huyền khoát tay áo đột nhiên nhớ tới một việc ánh mắt nhất thời sáng lên nhìn về phía tống siêu trước mắt a à, đúng rồi có muốn vô hồn kim nhân nữa hay không trước đó ở mộ vu hồn hắn lại để cho tôn cường thu bốn cái quan tài tinh kim thất phẩm một cái trong đó là trống rỗng ba cái còn lại đều chứa vô hồn kim nhân dù sao thứ này đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì nếu lại gặp phải người coi tiền như rác này xem xem có thể bán ra hay không vô hồn kim nhân trương sư còn có sao tống siêu sửng sốt còn có ba cái bên ngoài còn có quan tài tinh kim thất phẩm chứa nếu như người muốn mua lại thêm quan tài tính trẻ cho ngươi một chút, năm linh thạch trung phẩm một cái. Trương Huyền nói, trước chỉ có một thi thể, đã có thể bán bốn vạn linh thạch hạ phẩm. Lại thêm quan tài mới bán năm cái linh thạch trung phẩm, quả thật xem như là giảm giá. Năm cái, miệng tống siêu nhất thời co rút. Ta không nhiều linh thạch trung phẩm như vậy. Tất cả tài sản của hắn, khi mua một vô hồn kim nhân, đều bị rút sạch. Tuy rằng trở lại vạn quốc thành, gặp mặt trưởng lão tông môn, đền bù tổn thất, nhưng cũng chỉ là chút linh thạch hạ phẩm linh thạch trung phẩm lục khắp toàn thân cũng chỉ có một cái mà thôi còn là trưởng lão bởi vì chuyện này ban xê thưởng cho hắn không nhiều như vậy có bao nhiêu trương huyền nhìn qua chỉ có một cái tống siêu thành thật trả lời một cái cũng được ta chỉ bán cho ngươi quan tài tinh kim thất phẩm thứ này lại là thứ luyện khí sư tứ tinh mới có khả năng chế luyện ngủ bên trong đông ấm hạ mát vô cùng thoải mái quan trọng nhất chính là, cùng vô hồn kim nhân trước đó bán cho ngươi là một bộ. Lấy về nghiên cứu, nhất định có thể ở trên con đường vô hồn, có đột phá. Cổ tay Trương Huyền rung lên, đưa qua một chiếc nhẫn chữ vật. Thứ này đối với hắn hiện tại mà nói, đã không đáng giá, trên người mang vài cái. Trong cái này, chính là quan tài giống không do lạc trúc đánh cắp vô hồn kim nhân. Thủ đoạn của vô hồn sư, hắn đã thông qua mặc hồn sinh hiểu rõ rất nhiều điều thứ này giữ lại tác dụng không lớn, có thể bán ra, tất nhiên là hay nhất. Quan tài tinh kim thất phẩm. Tiếp nhận chiếc nhẫn, tống siêu nhận chủ, tinh thần tiến vào trong quét qua. Vừa liếc mắt thoáng nhìn, ánh mắt hắn nhất thời sáng lên. Phía trên quả thật khắc không ít ký hiệu đặc biệt chỉ vu hồn sư mới có. Nếu quả thật kết hợp cùng vô hồn kim nhân trước đó lại nghiên cứu, quả thật có thể hiểu rõ sâu hơn đối với vu hồn. Được, ta mua, đây là linh thạch nói xong bàn tay hắn lật một cái, một cái hộp ngọc đưa tới. Ừ, tiếp nhận hộp ngọc, mở ra một khe hở nhỏ, lập tức cảm thấy linh khí nồng đậm đập vào mặt. Biết bên trong chính là một miếng linh thạch trung phẩm, lúc này Trương Huyền mới thỏa mãn gật đầu, thu nó vào trong nhẫn. Chỗ của ta còn có ba vô hồn kim nhân tương tự, còn có quan tài vàng dòng cao cấp hơn. Nếu như còn muốn mua, mang đủ linh thạch trung phẩm tới tìm ta là được. Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh nhận được một miếng linh thạch trung phẩm trương huyền hài lòng nhìn về phía tống siêu trước mắt giống như là nhìn một túi tiền có thể di chuyển người này quả thật có tiền liên tục hai lần đều buôn bán lời không ít không hổ danh là con cháu tông môn người ngốc nhiều tiền vâng ta quay đầu lại nhất định sẽ bẩm báo tông môn nếu như còn cần sẽ tới tìm ngươi tống siêu gật đầu xoay người sang chỗ khác vừa đi mấy bước hắn đột nhiên thoáng cái cứng nở tại chỗ sắc mặt tối sầm lệ rơi đầy mặt. Con mẹ nó, ta lại bị mê hoặc. Không nghĩ tới đã cẩn thận, kết quả lại trúng chiêu. Khó lòng phòng bị. chương 899, ruộng thuốc 1. Trương huyền trước đây mức độ tâm cảnh 12.1, cũng có thể dễ dàng khiến cho hắn tin tưởng và nghe theo. Hiện tại đạt được 14.1, còn từng trải hai lần trời thừa nhận danh sư, xuất hiện thứ hiệu quả này, không tính là gì cả. Chỉ có điều, cẩn thận thì thôi, hắn cũng không tính là có hại. Quan tài tinh kim thất phẩm, luyện khí sư tứ tinh đặc biệt chế luyện vì vô hồn kim nhân. Cho dù trước đây mặc hồn sinh mua, sợ rằng cũng không chỉ là giá tiền này. Vẻ mặt phiền muộn, Tống Siêu đang muốn tìm trương sư, đổi linh thạch trở về, liền nghe được một âm thanh đầy sức sống vang vọng đại sảnh. Tiết vườn chủ đến. Dựa theo âm thanh, một bà lão thoạt nhìn khoảng 50 tuổi, đi nhanh tới tuy rằng bây giờ nhìn lại ra nhân có chút giả yếu nhưng mơ hồ có thể từ dung mạo nhìn ra được lúc còn trẻ tuyệt đối là một mỹ nhân bại hoại không thi triển tu vi nhưng khí tức trên người nàng mơ hồ dâng trào như biển so với yêu thần thú dường như cũng không kém hơn bao nhiêu thảo nào triệu minh chủ nói thực lực nàng rất mạnh trong lời nói rất có kiêng kỵ hiện tại xem ra đúng là như thế cảm ơn các vị có thể tới tham gia bữa tiệc ngày hôm nay Đi vào đại sảnh, Tiết Vườn chủ dịu dàng cười, cất cao giọng nói. "Tiết Vườn chủ khách khí. Vườn chủ tổ chức bữa tiệc, chúng ta làm sao dám không đến?" Lâu như vậy mọi người không gặp mặt, cũng vừa vặn được tập trung một chút. Mọi người nở nụ cười. Tuy rằng vườn thuốc này không mở ra đối với bên ngoài, nhưng người người đều biết dược liệu của nàng nhiều, phong phú, tuyệt đối có thể xếp ở vị trí đứng đầu trong tám vườn thuốc lớn. Tiết Vườn chủ có thực lực còn tài trí hơn người, mọi người ngoài miệng nói khách khí, lại cũng là lời thật lòng. Làm phiền các vị đến đây, Tiết Mỗ thật sự có phần xấu hổ. Lần này nói là bữa tiệc, trên thực tế vì cái gì, nói vậy cũng có không ít người đoán được. Địa mạch linh đằng đối với vườn thuốc chúng ta có tầm quan trọng thế nào, không cần phải nói, các vị cũng đều hiểu. Vườn thuốc xuất hiện loại biến cố này, Tiết Mỗ năng lực có hạn, tạm thời không có cách nào, cố ý mời mọi người đến đây hợp mưu hợp sức giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn chỉ cần ai có thể đưa ra kiến nghị thích hợp nhất ta ở chỗ này hứa hẹn hắn sẽ là bằng hữu chân thành nhất của tiết nhất sao ta sau đó cần dược liệu gì vườn thuốc ta đều sẽ cung cấp miễn phí cần dược liệu đều cung cấp miễn phí phần hậu lễ này quá lớn đi dược liệu của tiết vườn chủ chưa bao giờ từng bán ra bên trong có loại trồng mấy trăm năm điều này vẫn không quan trọng quan trọng nhất chính là trở thành bằng hữu của tiết vườn chủ nàng có thực lực và thân phận như vậy thành bằng hữu của nàng ai còn dám tới gây phiền toái điều này ngược lại cũng đúng phía dưới lập tức bùng nổ tất cả mọi người đều đỏ mắt ngay cả lư chạm đứng một bên cũng hít thở dồn dập toàn thân kích động hai mắt đỏ ửng lư gia tuy rằng quý là một trong bốn gia tộc lớn vạn quốc thành nhưng lại chỉ là lót đáy bất cứ lúc nào cũng có thể bị những gia tộc khác chen xuống nếu như có thể lôi kéo tiết vườn chủ làm bằng hữu quang vinh leo lên đứng đầu chỉ là vấn đề thời gian đè nén hưng phấn hắn quay đầu lại nhìn về phía người thanh niên mới quen vừa nhìn tới lại bội phục không thôi mình kích động gương mặt đỏ ửng ngay cả không ít lão già ở đây cũng hưng phấn chán nổi gân xanh nhưng hết lần này tới lần khác vẻ mặt người này thản nhiên hoàn toàn không quan tâm trương huynh huynh chẳng lẽ không kích động hắn thật sự có chút không nhịn được hỏi có gì phải kích động. Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. Bằng hữu của tiết vườn chủ. Nói nói phân nửa, lư chạm lộ ra nụ cười khổ. Vị danh sư trước mắt này có thể khiến cho danh sư tứ tinh cũng phải cung kính có thừa, tự xưng là mặt học. Tiết nhất giao tuy rằng lợi hại, ở vạn quốc thành danh tiếng cũng rất lớn, nhưng cũng rất khó tiến vào ánh mắt hắn. Điều kiện ta nói ra, nếu như các vị có hứng thú, vẫn mong di rời tới ruộng thuốc, nhìn thấy rõ ràng tình huống, sau đó chúng ta lại tiến hành thương lượng khám và chữa bệnh cắt ngang sự hưng phấn của mọi người tiết vườn chủ cất cao giọng nói được làm phiền tiết vườn chủ đi phía trước dẫn đường chúng ta xem mới có thể đưa ra phương án mọi người lên tiếng đáp ứng theo sát tiết vườn chủ đi ra ngoài ruộng thuốc của vườn thuốc chính là ruộng tốt việt thế do địa mạch linh đằng tẩm bổ ra tất cả dược liệu trồng ở chỗ này trồng đều sinh trưởng tốt hơn cường đại hơn so với nơi khác trương huyền đi theo ở sau lưng mọi người chậm rãi tiến về phía trước còn chưa đến tới trước mặt hắn lại cảm thấy linh khí càng lúc càng nồng đậm một sức sống nồng đậm chảy xuôi xung quanh ở chỗ này không chỉ là dược liệu cho dù người tu luyện cũng có thể duy trì sinh mạng ôn hòa hắn mở ra mắt minh lý kiểm tra xung quanh nhìn một hồi lông mày hắn không nhịn được nhân lại trong phạm vi ruộng thuốc tuy rằng sức sống nồng đậm bên trong mơ hồ lại cho người ta một loại cảm giác tử khí nặng nề. Loại cảm giác này băng lạnh âm u o, không cẩn thận quan sát, rất khó phát hiện. Xem ra cái địa mạch linh đằng này quả thật xảy ra vấn đề lớn. Nhìn ra điều này, Trương Huyền nhất thời hiểu rõ, vì sao thiết vườn chủ đưa ra điều kiện lớn như vậy, lại không tiếc tốn chi phí lớn mời nhiều dược sư như vậy đi theo. chương 900, ruộng thuốc 2. Xem ra cái địa mạch linh đằng này xuất hiện vấn đề, còn muốn lớn hơn so với trong tưởng tượng. Còn không có hoàn toàn đi tới ruộng thuốc, đã có thể nhìn thấy được tử khí này. Nếu thật sự đi tới trước mặt, chẳng phải càng rõ ràng hơn sao. Dựa theo mật độ tử khí tính toán, không trị liệu đúng lúc, sợ rằng ngay cả thời gian một năm cũng không sống nổi. Thật nhiều dược liệu, thật lợi hại, nhà chúng ta vừa so sánh, cái gì cũng không tính. Thảo nào vẫn nói dược liệu của chỗ tiết vườn chủ lại rất đáng giá. Trước đó ta còn không tin, hiện tại xem ra, quả nhiên là như thế. Bên trong vườn thuốc của tiết vườn chủ, chỉ ít từng 50 năm không bán ra, thể loại phong phú, niên đại đã lâu. Thứ tốt tự nhiên phải nhiều. Trong tiếng nói chấn động kinh ngạc của mọi người, bọn họ tự nhiên đi tới ruộng thuốc. Ruộng thuốc trước mắt lớn chừng mấy trăm mẫu, liếc mắt không nhìn thấy được điểm cuối, trồng đủ loại dược liệu. Mỗi một gốc đều tản ra linh khí nồng đậm, cho người ta một loại cảm giác sảng khoái đây là cỏ địa linh, hoa trầm mặc, cỏ dã xuyên kim ngân, mấy thứ này ở bên ngoài đều có giá rất cao, hơn nữa có tiền cũng không mua được. ở đây tự nhiên nhiều như vậy, lư trạm cũng chấn động kinh ngạc, miệng khó có thể khép lại. dược liệu ở đây không chỉ chủng loại nhiều, hiếm thấy cũng nhiều, rất nhiều dược liệu trăm kỳ ngàn quái, tranh nhau khoe sắc, cho người ta một loại thẩm mỹ đặc biệt. các vị, trước mặt chính là căn bản của vườn thuốc chúng ta, địa mạch linh đằng dọc theo đường nhỏ trong đồng ruộng, đi một hồi, tiết vườn chủ chỉ tay về phía trước. Thuận tay phương hướng ngón tay của nàng nhìn lại, quả nhiên thấy một dây leo cực lớn đứng sừng sững ở chính giữa ruộng thuốc, cành lá sum xuê, đường kính lớn chừng bảy, tám thuốc. Dây leo lớn như vậy, không ít người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, không nhịn được trên mặt đầy vẻ chấn động kinh ngạc. Chỉ có điều, bọn họ lập tức cũng phát hiện ra điểm không thích hợp. Tất cả lá trên dây leo lớn này đều có chút húa vàng, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ chết héo dây leo này có chút không kiên trì nổi tại sao có thể như vậy được dây leo lớn như vậy làm sao có thể chết héo kỳ quái tất cả mọi người là vườn chủ hoặc người của thế gia trồng thuốc hiểu biết đối với dược liệu rất nhiều nhìn thấy được dây leo khổng lồ như vậy dần dần sắp chết toàn bộ mọi người cũng không nhịn được kinh ngạc kêu lên mọi người thấy không sai gốc cây địa mạch linh đằng này quả thật đã sắp chết ta đã nghĩ qua rất nhiều phương pháp, bây giờ vẫn không có biện pháp nào tốt. Lúc này mới mời mọi người đi theo, xem có thể nghĩ ra phương pháp tốt hay không. Ánh mắt tiết vườn chủ ảm đạm xuống. Địa mạch linh đằng là căn cơ của một vườn thuốc. Một khi nó chết, những dược liệu này không bao lâu sẽ đều héo rũ, lại không có phong cảnh như mắt trước nữa. Địa mạch linh đằng xuất hiện loại tình huống này, tiết vườn chủ cũng không có cách nào, chúng ta chỉ sợ cũng không biện pháp gì tốt một lão già nhìn một hồi không nhịn được nói lời của hắn khiến cho những người khác đều có chút tán thành tiết vườn chủ có thể bồi dưỡng được nhiều dược liệu như vậy nói rõ trong con đường trồng dược liệu xem ra cực cao thâm đến nàng cũng không có cách nào mọi người còn không bằng nàng làm sao có khả năng giải quyết cũng đừng nổi giận nhiều người lực lượng lớn có thể lại có người nghĩ được biện pháp tốt đây cũng là mục đích tiết vườn chủ tìm chúng ta tới thấy tinh thần mọi người có chút giảm sút, một lão già mở miệng. Lư lão nói không sai. Một người chung quy biện pháp có hạn, mọi người chúng ta cùng nhau nghĩ, có lẽ lại có thể có phương pháp giải quyết. Chúng ta tuy rằng không biết phương pháp bồi dưỡng địa mạch linh đằng, nhưng đều cả đời dép tiếp với dược liệu, luôn luôn có chút kinh nghiệm và thủ đoạn của riêng của mình không muốn cho người biết. Nếu thật sự không được, tất cả đều thi triển ra, có lẽ lại có thể chữa trị tốt. Chỉ cần là dược liệu, Luôn luôn có phương pháp giải quyết. Nghe được lời của lão già, mọi người phục hồi lại tinh thần. Tiết vườn chủ cho gia thù lao thật sự quá lớn. Không ai muốn buông tha cơ hội tốt như vậy. Tuy rằng không biết biện pháp của mình có có tác dụng hay không, nhưng... Nếu chẳng may thành công, người này chính là Gia Gia Ta, gia chủ đương nhiệm Lư Gia. Nhìn thấy được bởi vì Lư Lão nói một câu, mọi người đang ở trạng thái giảm sút lại có ý chí chiến đấu thiêu đốt. Lưu Trạm giới thiệu với Trương Huyền. Ừ, Trương Huyền gật đầu, cũng không nhiều nói, mà cẩn thận quan sát dây leo trước mắt. Dây leo cực lớn, chỉ phần lộ ở bên ngoài lại bao trùm mấy trăm thước. Dễ cây trong lòng đất lại càng không biết lan tràn ra rộng tới mức nào. Thực vật kỳ quái như vậy, trước đây hắn chưa từng thấy qua. Không thể không nói, thế giới to lớn không thiếu những điều kỳ lạ. Mắt Minh Lý chiếu xuống, Tất cả cành lá, kinh mạch của dây leo xuất hiện ở trong phạm vi tầm nhìn. Không đúng. Nhìn một hồi, hắn nhăn mày lại. Mắt Minh Lý có thể quan sát kỹ càng tỉ mỉ ra quá trình sinh trưởng của cái cây lớn này, cũng tiến hành phân tích phán đoán. Tuy rằng không bằng Thiên Đạo Đồ Thư Quán, nhưng cũng có thể đủ để nhìn ra một vài vấn đề và mấu chốt. Dựa theo đạo lý, cây đại thụ này cành lá khô vàng, rũ xuống sắp chết, chắc hẳn là sinh bệnh, hoặc trong cơ thể có sinh trùng. Nhưng Loại tình huống này hoàn toàn không phát hiện ra. Nói cách khác, chỉ gốc cây địa mạch linh đằng này khỏe mạnh vô cùng, hoàn toàn không có chút bệnh trạng. Nhưng toàn thân lại tản ra tử khí, xem ra sống không được mấy ngày. Điều này lại giống như một nam tử thân thể khỏe mạnh cường tráng, kiểm tra thế nào chưa từng có bệnh, thân thể lại suy yếu, đứng lên cũng không đứng nổi, khiến người ta không hiểu nguyên nhân. Thảo nào vị tiết vườn chủ này trước đó đóng cửa khóa vườn, bất kỳ kẻ nào cũng không để cho tiến vào thậm chí minh chủ phủ cũng mua không được dược liệu mà giờ khắc này lại mở bữa tiệc lớn triệu tập nhiều người trồng thuốc tới như vậy chỉ sợ cũng là thật sự không có biện pháp tiết vườn chủ cây địa mạch linh đằng này nàng nghiên cứu nhiều hơn so với chúng ta lúc nào phát bệnh sau khi phát bệnh lại là bệnh trạng gì nàng cũng đã sử dụng biện pháp gì để cứu chữa có thể nói một chút cho chúng ta nghe hay không mọi người cũng tiện có một tham khảo hắn âm thầm quan sát mọi người cũng không nhàn rỗi Lư lão mở miệng hỏi. Gốc cây địa mạch linh đằng cực lớn trước mắt này, vừa nhìn cũng biết là bị bệnh. Trị liệu đối với cây cối, dược liệu, cũng giống như trị bệnh cho người, cần phải nhìn, nghe, hỏi. Hiện tại mọi người đều thấy được tình hình của dây leo. Còn cần hỏi thăm kỹ càng tỉ mỉ nguồn gốc, chứng bệnh, mới có thể kết hợp tri thức, đưa ra phương pháp trị liệu tốt nhất. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 900